À, xin phép hội uh, trường chúng ta ổn định để buổi hội thảo uh, bắt đầu ạ uh, kính thưa tất cả các uh, thầy các cô và các quý quý vị đồng nghiệp uh, trong cái buổi uh, sinh hoạt khoa học uh, ngày hôm nay uh, chúng tôi xin giới thiệu một cái chủ đề là dược lý lâm sàng sử dụng thuốc kháng nấm trên bệnh nhân nhi uh, thì các thầy các cô cũng như là tất cả các quý vị đồng uh, nghiệp đã biết hiện nay trong cái uh, cái cái có 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 thể nói nó là một cái kỷ nguyên uh, của vấn đề kháng kháng sinh nó không phải là một cái uh, vấn nạn của mỗi một cái bệnh viện, một địa phương, một quốc gia mà nó là một cái vấn đề trên toàn cầu. Và bên cạnh các cái vi khuẩn gram âm hoặc các cái vi khuẩn gram dương đang kháng thì tình nghiệm gia tăng đề kháng kháng sinh ở uh, cho các nhóm vi khuẩn thì bên cạnh đó có một cái nhóm căn nguyên vi sinh uh, đó là nấm uh, và với cái tình trạng nhiễm nấm cũng như là cái việc phát hiện và điều trị uh, đặc biệt là phát hiện sớm và điều trị bằng các cái thuốc kháng nấm thì cũng là một cái vấn đề rất là khó khăn. Và cái vấn đề gia tăng của đề kháng của các cái thuốc chống nấm thì cũng đang là một cái vấn đề song hành cùng với sự đề kháng của các cái thuốc kháng sinh của vi khuẩn. À, và cái vấn đề nhiễm nấm thì trước kia thì khi chúng ta đề cập tới là chủ yếu là ở các cái đơn vị hồi sức cấp cứu ở cả trẻ em cũng như là người lớn và với các cái nhiễm trùng cơ hội ở cho những cái bệnh nhân có suy giảm miễn dịch. À, nhưng hiện nay thì cái vấn đề nhiễm nấm và điều trị kháng nấm thì nó không phải chỉ là một cái vấn đề còn ở đơn độc ở hồi sức cấp cứu nữa mà nó có thể gặp phải rất nhiều các cái khoa lâm sàng trong đó các cái các cái chuyên khoa các cái bệnh lý à, mãn tính như là à, bệnh lý ung thư huyết học hoặc là các cái đối tượng bệnh nhân các cái bệnh lý mãn tính thế chính vì thế cái vấn đề mà điều trị sử dụng các cái thuốc kháng nấm trong điều trị thực hành lâm sàng như thế nào à, là cũng là một cái chủ đề và được rất nhiều à, các cái chuyên khoa quan tâm à, không phải chỉ vấn đề của người lớn mà trong đó thì cũng đã là khó rồi. Mà trong vấn đề nhi khoa thì cái việc mà sử dụng các cái thuốc chống nấm ở trẻ em thì cũng là một cái chủ đề rất khó và cũng được rất nhiều các đồng nghiệp quan tâm. À, chính vì thế trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh. À, Phó Sư uh, Nguyễn Hoàng Anh là một chuyên gia về dược lâm sàng. À, hiện nay thì Phó Sư đang là Giám đốc Trung tâm của Thông tin thuốc và các cái phản ứng bất lợi của thuốc uh, quốc gia của Trường Đại học Dược Hà Nội. Và đồng thời cũng là Phó trưởng khoa dược của Bệnh viện Bạch Mai. Phó sư Hoàng Anh thì à, các quý vị đồng nghiệp thì à, và ở trong hội trường cũng như là à, theo dõi trực tuyến à, trên phần mềm à, Zoom hôm nay thì à, rất nhiều các à, quý vị thì đã nghe rất nhiều các cái bài giảng của Phó sư Hoàng Anh về liên quan đến các cái lĩnh vực à, về dược lâm sàng cũng như là à, kháng sinh cũng như là rất nhiều các cái thuốc khác và trong cái chủ đề của ngày hôm nay thì chúng tôi à, xin à, kính mời Phó sư Hoàng Anh sẽ đề cập tới cái vấn đề mà sử dụng các cái thuốc kháng nấm ở trên bệnh nhân à, nhi và rất là hy vọng trong cái buổi hôm nay chúng ta sẽ thu hoạch được rất nhiều những cái thông tin bổ ích và trong tham gia trong cái buổi hội thảo hôm nay thì chúng tôi cũng có các chuyên gia về dược về dược lâm sàng về nhi khoa cũng như là các chuyên gia về lâm sàng về bệnh truyền nhiễm về hồi sức cấp cứu cũng như là các chuyên gia về vi sinh thì trong cái phần ngoài cái phần trình bày của phó sư hoàng anh thì những cái phần thảo luận thì nếu các quý đồng nghiệp có bất kỳ những câu hỏi nào và liên quan đến vấn đề dược lý cũng như là vấn đề vi sinh À, trong lĩnh vực về nhi khoa thì chúng ta có thể trao đổi và trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay ngoài các à, quý vị mà tham gia trực tiếp tại hội trường thì chúng tôi cũng kết nối với các đầu cầu qua phần mềm zoom là rất nhiều các bác sĩ à, dược sĩ cũng như là các quý vị đồng nghiệp tại từ các cái bệnh viện nhi các bệnh viện sản nhi à, và, và các bệnh viện đa khoa trong toàn Quốc à, thì chúng tôi à, để mở đầu trong cái buổi à, hội thảo ngày hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng kính mời à, phó sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh sẽ có cái bài trình bày của mình xin mời phó sư Vâng, uh, xin kính chào tất cả các anh chị đồng nghiệp ở uh, trực uh, tiếp ở Bệnh viện Như Trung ương, Hội, hội trường uh, G, uh, cũng như là các anh các chị ở các đầu cầu. Uh, hôm nay thì thực ra là chúng tôi nghĩ là đây là một cái chủ đề với cá nhân tôi là rất là khó, uh, bởi vì uh, cái kinh nghiệm cá nhân mà rất là nhỏ bé của tôi thì tôi thấy là cái dùng kháng nấm là nó khó hơn rất nhiều, nó phức tạp hơn rất nhiều so với kháng sinh, vì chúng ta có một, quá đơn giản là đây là một cái bệnh nhiễm trùng mới nổi nhưng nó rất quan trọng nhưng mà và chúng ta còn quá ít kinh nghiệm về nó cả kinh nghiệm liên quan đến chẩn đoán cả cái kinh nghiệm của các phòng xét nghiệm vi sinh cũng như là cái kinh nghiệm của các bác sĩ cũng như các dược sĩ trong việc sử dụng thuốc kháng nấm Ở kháng nấm đã khó rồi kháng nấm cho người lớn đã khó rồi thì chúng tôi nghĩ kháng nấm cho trẻ con thì nó khó chắc là nó cũng phải gấp hai ba lần so với người lớn bởi vì những cái dữ liệu lâm sàng tại thời điểm hiện có chúng ta có trong y văn cũng như là những cái kinh nghiệm chúng ta có trong thực tế điều trị thì chúng ta không có nhiều như người lớn cá nhân tôi thì chủ yếu làm quen với cái bệnh nhân người lớn là chính nhi khoa thì thực sự là chúng tôi thú thực là cái kinh nghiệm cũng không có nhiều nhưng trong bài này thì chúng tôi cố gắng là sẽ uh, uh, vận dụng tất cả tối đa tất cả cái khả năng của mình để uh, trao đổi lại với cả anh chị em trong buổi trưa ngày hôm nay về dược lý của các thuốc kháng nấm để chúng ta cùng nhau tìm hiểu chúng ta cùng nhau đúc rút lại những cái điểm quan trọng nhất liên quan đến dược của nhóm thuốc này và quan trọng hơn nữa thì hy vọng các bác sĩ điều trị các dược sĩ có thể vận dụng những cái nội dung này những kiến thức này trong thực trong thực hành kê đơn của của mình thì ở người lớn thì người ta xác định là nấm là một trong những cái căn nguyên vi trùng mới nổi nó chúng ta nói nhiều nhiều bài nói về vi khuẩn gam dương nhiều bài nói về vị nhiễm trùng do gam dương như tụ cầu gam âm gam âm đa kháng như Klebsiella, chứ còn mùi xanh Acinetobacter thì nấm nó luôn luôn nó đứng ở vị trí thứ ba và cái khảo sát này chúng tôi không tìm được cái khảo sát đa trung tâm tương tự uh, thực hiện ở trẻ con nhưng cái khảo sát này là nghiên cứu EpiC thực hiện trên các ICU của người lớn ở châu Âu thì người ta thấy sau 10 năm cái tỷ lệ nhiễm nấm căn nguyên và nhiễm trùng do nấm ở các đơn vị hồi sức tích cực hình như nó có xu, không có xu hướng thay đổi nó chiếm ra tỷ lệ dao động từ khoảng 15 đến 20% tổng số nhiễm trùng chúng ta gặp ở những bệnh nhân nặng nhiễm nấm thì mọi người cũng đều biết là nó đều là cái nhiễm trùng cơ hội có chúng bệnh nhân phải có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi nó phải có rất nhiều điều kiện thuận lợi để một nhiễm trùng do nấm có thể uh, xảy ra có thể chúng ta có những cái tổn thương do các cái can thiệp vật lý hoặc là những cái sự những cái thay đổi về sinh lý bệnh những cái diễn biến sinh lý bệnh nó làm phá vỡ các hàng rào niêm mạc có thể có những yếu tố thuộc về bệnh nền của bệnh nhân trong đó lúc nãy thì bác sĩ phúc cũng đã trao đổi về đặc biệt về cơ địa suy giảm miễn dịch bệnh lý ác tính rồi chuyển hóa chất rồi các bệnh học uh, huyết học vân 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 À, hay là những cái bệnh gan mạn suy gan suy gan những bệnh nhận nên có bệnh gan mạn tính thì đấy chính là những cái cơ địa mà rất là thuận lợi đái tháo đường lâu năm cũng là những cái cơ địa rất thuận lợi để một cái nhiễm nấm có thể xảy ra và nhiễm nấm thì đầu tiên chúng ta quan tâm đó là nhiễm nấm máu nhưng mà thực tế chúng tôi thấy là nhiễm lợn nấm nó có thể có cái mặt ở nhiều nơi khác nữa nó có thể còn nằm ở những ổ sâu trong cơ thể gây ra những nhiễm trùng ở các, các cái cơ quan sâu đó hay là nó có thể tạo ra các cái ổ di bệnh Và các cái ổ di bệnh này chúng tôi thấy nó thực sự nó nguy hiểm như tụ cầu. Nếu chúng ta điều trị một cái đợt nấm mà nó không trọn vẹn, không chúng ta có thể thành công về mặt lâm sàng nhưng nếu chúng ta không đạt được thành công về mặt vi sinh thì cũng sẽ rất khó khăn và cái khả năng tái phát sau đó là rất là cao. Nói về thuốc kháng nấm thì tại thời điểm hiện tại thì chúng ta không có nhiều thuốc. Tất cả các thuốc kháng nấm cho người lớn và trẻ con hiện nay đều tập trung vào ba nhóm thuốc lớn. Nhóm thuốc thứ nhất là các azon chống nấm. Nhóm thứ hai là các dẫn chất của polyen hay đại diện điển hình là amphotericin B và nhóm thuốc trong nấm cuối cùng là echinocandin, là cái nhóm thuốc kháng nấm mới chúng ta có cách đây độ khoảng hơn 10 đến 15 năm. À, vậy thì trẻ con có khác người lớn hay không? Thì chúng tôi cũng cố gắng tập hợp lại y văn để xem là nhiễm nấm ở trẻ con thì khác gì với người lớn. Thì về cơ bản, về dịch tệ kháng nấm, à, những cái loài mà nấm mà chúng ta thường gặp, ví dụ candida, nếu nhìn tổng kết này, công bố này cách đây hơn 10 năm, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà nhiễm nấm uh, do các loài Candida thì nó trẻ con thì nó tương tự như ở người lớn. Đấy, cái con số ở đây của trẻ con chúng tôi khoanh tròn ở đây màu đỏ. Và nhưng mà tôi có cảm giác là các cái nhiễm nấm do các loài Candida nông căng tức là các cái loài không phải là anbycan ấy thì hình như trẻ con nó có xu hướng nổi trội hơn. Kết quả này là tổng kết ở trên thế giới, chúng tôi nghĩ là rất cần những cái nghiên cứu dịch tễ ở Việt Nam ở từng bệnh viện, đặc biệt các bệnh viện lớn như bệnh viện trung ương để chúng ta xem là chúng ta cái dịch tệ kháng nấm, dịch tệ nhiễm nấm chúng ta đang nằm ở đâu. Nếu tính về độ nhạy cảm, kết quả này chúng tôi cũng xin nhấn mạnh lại là cũng tương đối lâu rồi, hơn 10 năm rồi. Thì về cơ bản các cái loài candida trong đó có candida albicans thì tỷ lệ nhạy cảm với các thuốc kháng nấm chúng ta đang sử dụng nó tương đối cao. Nó không không mức độ kháng thuốc nó không nó không mạnh như là vi khuẩn. Ờ, chúng ta để ý một số loài mà nông abicang ví dụ parapsilosis hoặc là tropicalis thì cái tỷ lệ kháng azon ở đây cụ thể là kháng fluconazol nó có thể cao hơn nhưng mà nó đang ở cái mức độ nó ở cái mức độ chúng tôi tạm gọi là chấp nhận được tức là dưới khoảng 30% Đấy. còn với các diễn chất mới kháng nấm mới như echinocandin thì người ta chưa phát hiện thấy kháng, thấy vi nấm kháng thuốc tuy nhiên tôi nhấn mạnh lại là con số này nó chỉ có tính chất tham khảo còn lại thì tình hình dịch tễ ở bệnh viện sẽ quyết định rất nhiều và trên từng bệnh nhân quyết định rất nhiều Chúng tôi cách đây được khoảng 2 tháng ở hồi sức tích cực bạch mai thì cũng đã gặp ở uh, cái một cái candida tropicalis cấy từ máu mà đã kháng toàn bộ nhóm echinocandin tất cả các dẫn chất echinocandin là bị kháng chỉ còn nhạy cảm về amphotericin b như vậy là chúng ta cũng phải hoàn toàn là chúng ta phải giả soát trên từng bệnh nhân cụ thể và dịch tễ của bệnh nhân để của bệnh viện của mình để chúng ta quyết định thái độ xử trí về yếu tố nguy cơ thì nhìn chung tôi thấy là ở y văn thì ở trẻ con thì người ta thấy là cũng tương tự như người lớn các bệnh lý ác tính rồi là cái điều trị uh, chúng ta nuôi dưỡng tích mạch toàn phần hoặc là chúng ta sử dụng kháng sinh đặc biệt là kháng sinh phổ rộng uh, trong vòng độ khoảng 7 đến 10 ngày trước khi nhờ, đã, đã có chẩn đoán nhiễm nấm là những yếu tố nguy cơ rất là cao uh, đối với cả một số các cái trường hợp ví dụ chúng ta phải có, có can thiệp tiêu hóa đấy thì thì cái khả năng nhiễm nấm cũng sẽ tăng lên rất nhiều ở ờ, lệ nó nhiễm nấm thì tiên lượng có xấu hay không thì câu trả lời tại thời điểm hiện tại là tương đối xấu. Chúng tôi cũng không biết trẻ con trẻ nhỏ thì, thì liệu cái cái tiên lượng nó có khác gì không. Nếu cái tổng kết ở đây thì trẻ trên 13 tuổi thì tỷ lệ tử vong do nhiễm nợ trong những cái trường hợp nhiễm nấm tôi thấy là tương tự với cả người lớn. Tỷ lệ tử vong có thể đạt đến 30 đến 40%. Tất nhiên nguyên nhân tử vong thì nó còn có thể là do các yếu tố khác nữa. Còn đối với cả trẻ nhỏ hơn dưới 13 tuổi thì tỷ lệ tử vong nó dao động từ khoảng 15 đến 20% như vậy những con số này thì thấy nó lại chúng ta thấy là nó vẫn có tạo ra cái thách thức rất lớn cho điều trị và để vừa rồi thì chúng ta phân tích nhiều về candida nhưng mà cái gần đây thì chúng ta thấy mới nổi lên đó là aspergillus aspergillus nó sẽ xuất hiện trên những cái nền bệnh nhân đây là bệnh nhân nhi có tôi thấy nó gần tương tự như ở người lớn xuất hiện trên những bệnh nhân có khối u ác tính kể cả bao gồm cả uh, ung thư huyết uh, ung thư máu cũng như là khối u rắn những bệnh nhân nhìn chung là những bệnh nhân có suy giảm miễn dịch ví dụ bệnh nhân HIV hoặc là Aspergillus nó nổi lên rất nhiều sau khi mà chúng ta ghép đặc biệt là ghép tim và ghép gan đấy như vậy đấy là có lẽ cái căn nguyên trước đây thì người chúng ta hay bỏ qua Aspergillus chúng ta nghĩ nhiều đến Candida nhưng gần đây thì chắc là chúng ta cũng đã phải xử lý một số các cái trường hợp như đặc biệt như nấm phổi do Aspergillus, Aspergillus rất là khó điều trị như vậy thì tôi xin phép là chỉ múa qua một chút múa dừng qua mắt thợ những cái phần liên quan đến bệnh học thôi bây giờ tôi sẽ tập trung vào phần chính của tôi đó là phần thuốc thì nhìn vào phần thuốc ở đây thì về lược sử phát triển của các thuốc tấm nạ trong nấm chúng ta có lịch sử được khoảng 60 năm Chỉ trong vòng 60 năm này chúng ta không có nhiều hoạt chất các anh các chị nhìn thấy chúng ta cũng tập trung vào ba nhóm thuốc lớn amphotericin b là thuốc kháng nấm đầu tiên hiện nay chúng ta vẫn phải sử dụng nó cho đặc, đặc biệt cho những cái trường hợp mà chúng ta không không còn cái lựa chọn điều trị nào khác azon chống nấm là cái nhóm thuốc rất là cơ bản nhưng mà nó không có những cái điểm đặc biệt thì nội tôi sẽ đề cập và cuối cùng gần đây nhất từ đầu những năm 2000 thì chúng ta bắt đầu có cái dẫn chất echinocandin về cơ chế tác dụng thì nhìn chung ba cái thuốc nhóm thuốc chống nấm này thì đều tấn công vào tôi nhìn thấy là nó đều tấn công vào vách và màng của tế bào vi nấm uh, echinocandin thì tôi ví nó như là kháng sinh beta lactam nó tác tấn công vào tổng hợp beta d glucan là thành phần cơ bản cấu tạo cấu tạo do vách tế bào vi nấm như vậy cơ chế tác dụng nó phiên sang thì nó tương tự beta lactam bên kháng sinh. À, amphotericin B thì tôi phí nó như là colistin của ở bên kháng sinh vì nó là nó làm nó diệt nấm bằng cách là nó tạo ra cái lỗ thủng ở trên màng tế bào và nó gây thất thoát làm ly giải ở tế bào do thất thoát địa yêu. và cuối cùng azon chống nấm thì nó lại chỉ có tác dụng kìm nấm bởi vì nó cơ chế tác dụng của nó là ức chế tổng hợp ergosterol là cái thành phần quan trọng để cấu tạo ra màng tế bào vi nấm như vậy tại thời điểm hiện tại chúng ta chỉ có ba nhóm đó thôi có một điểm rất là quan trọng là các bác sĩ lâm sàng phải phân biệt được phổ kháng nấm thì trợ slide này thì nó giúp cho chúng ta tổng kết một cách rất nhanh mà tôi thấy là rất đầy đủ về phổ của các thuốc kháng nấm mà chúng ta sử dụng trên lâm sàng polyen là cái thuốc với cái hình tôi bôi màu đỏ đầu tiên chúng tôi nhìn chúng ta nhìn thấy là phổ kháng nấm tương đối rộng các azon chống nấm thì mọi người để ý nó có nhiều thế hệ kinh điển nhất là fluconazole là thế hệ 2 và chúng ta cứ thế hệ 3 thế hệ 4 cứ tiếp là itraconazole rồi voriconazole, posaconazole. Đấy, đấy là, đấy là những thuốc kháng nấm mới thì chúng tôi thấy là đi từ thế hệ cũ đến thế hệ mới thì lệch dần từ Candida về phía Aspergillus. Đấy, như vậy đấy là một cái kinh nghiệm nữa để chúng ta cũng có thể uh, tham khảo. Và cuối cùng là echinocandin. Mặc dù là nó là thế hệ mới, mặc dù là hoạt tính diệt nấm rất là mạnh. Uh, tuy nhiên chủ yếu phổ tác dụng của nó tập trung vào candida là chính và ở mức mức độ nào đó là aspergillus như vậy là có lẽ chúng tôi nghĩ cái điểm thứ hai về dược lý rất quan trọng cần nhớ là phổ phổ tác dụng bây giờ tôi sẽ đi ra soát một số các cái thuốc kháng ba nhóm cắm thuốc kháng nấm đấy và sẽ nhấn mạnh lại một số điểm quan trọng về mặt lâm sàng mà các bác sĩ cần nhớ đầu tiên là nhóm azon chống nấm thì uh, chúng ta cũng vừa biết là chúng ta ít nhất cũng đã có khoảng 2 ba thế hệ khác nhau rồi và bảng đầu tiên này uh, tôi sẽ uh, dành để uh, tổng kết lại những cái đặc điểm dược động học quan trọng của các thuốc à, kháng nấm nhóm azole. Thì nhìn chung chúng ta thấy là cái nhóm này thì à, sinh khả dụng hấp thu của nó tương đối tốt, đặc biệt là fluconazole và voriconazole. Chính vì thế điều trị nấm là điều trị dài ngày. Do đó cái việc mà điều trị tĩnh mạch trong khoảng 2 tuần đầu tiên là rất quan trọng và nếu lâm sàng bệnh nhân ổn định, điều kiện cho phép thì chúng ta có thể xuống thang bằng đường uống Đấy là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là cái 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 tỷ lệ liên kết với cặp protein huyết tương thì nó tương đối cao đặc biệt là đấy, và fluconazole fluconazole liên kết có 10% nhưng mà cái thể tích phân bố của nó tương đối lớn nên là một số thuốc kháng nấm chúng ta chúng ta nhìn thấy đa số các thuốc kháng nấm phải có một liều nạp liều lốt tinh ban đầu trước khi chúng ta chuyển sang liều duy trì điểm thứ ba là thải trừ con đường thải trừ nó rất khác fluconazole thì thải trừ qua thận do đó chức năng thận sẽ đã quyết định chế độ liều của fluconazole các thuốc khác thì gần như là cũng không có gì đặc biệt thời gian bán thải thì tương đối dài trừ fluconazole thì nó tương đối ngắn còn lại thì các cái thuốc khác chúng ta có thể sử dụng một lần một ngày khả năng thấm và dịch não tủy thì nhìn trợ đối với fluconazole đi thì khả năng thấm rất là kém còn các thuốc khác thì thấm và dịch não tủy đủ với nồng độ đạt nồng độ điều trị thải trừ có nước tiểu thì fluconazole thải trừ còn ở dạng còn hoạt tính là trên 90%. nên nhiễm nấm đi đan niệu thì fluconazole là lựa chọn đầu tay còn các thuốc hàng nấm khác thì chúng ta không có chỉ định và cuối cùng là cái việc giám sát nồng độ thuốc trong máu thì tôi sẽ có, một cái phần đặc biệt cuối cùng về phần dược thì tôi sẽ nói ở đoạn cuối bài sau ở nhóm thuốc này thì chúng ta phải đầu tiên phải để ý đến tương tác thuốc ở cái tương tác thuốc đặc biệt những bệnh nhi mà chúng ta phải sử dụng các thuốc bao bọc ở các thuốc mà là ức chế bài tiết axit ví dụ như PPI thì nó sẽ làm giảm nồng độ của các thuốc kháng nấm nếu chúng ta sử dụng đường uống hoặc là cho qua sông Ờ, cái này nó bị tác động rất nhiều với các hoạt chất là itaconazone và Ờ, lý do là bởi vì các thuốc kháng nấm này nó rất khó tan và nó cần cái pH axit dịch vị để hòa tan nó trước khi xuống dạ xuống ruột để hấp thu do đó thì những cái bệnh nhân này nếu mà đang điều trị bằng PPI thì chúng ta rất khó điều trị chúng ta rất khó sử dụng người ta nói là cái khoảng cách sử dụng ít nhất tối thiểu là 12 giờ nhưng người ta cũng không dám chắc chắn lắm về cái khả năng nồng độ của khai thuốc kháng nấm nếu chúng ta sử dụng đường uống nếu mà bệnh nhân đang điều trị ức chế bài tiết axit thì nó rất bấp bênh À, giải pháp là chúng ta có thể cân nhắc cái thuốc mà nó không bị ảnh hưởng ví dụ fluconazole và voriconazole. Tuy nhiên nó phải trùng phổ tác dụng và nó phải phù hợp với cả cái cái chỉ định lâm sàng của chúng ta. Tôi lưu ý đến cái trường hợp posaconazole, huyết học hay dùng để dự phòng. Thì posaconazole chúng ta có hai dạng là dạng hỗn dịch và dạng viên nén uống. Việt Nam mình như chúng ta chỉ có mỗi dạng hỗn dịch thôi. Thì cái dạng hỗn dịch lại bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bữa ăn và ảnh hưởng rất nhiều bởi PPI. Vì thế thì nếu thực sự bệnh nhân đang sử dụng PPI thì người ta không ưu tiên sử dụng dạng hỗn dịch để tôi lưu ý các anh chị nếu ở huyết học thì nếu chúng ta sử dụng thì cho các bác sĩ hết sức cân nhắc vì chúng ta không đo được nồng độ thuốc trong máu thì khả năng thất bại điều trị nếu chúng ta dùng dạng hỗn dịch mà có điều trị bằng PPI thì khả năng rất cao nên là cái điều đó là điểm lưu ý vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến sinh khả dụng của posaconazole loại tương tác thứ hai mà chúng ta hết sức phải lưu ý đối với azon chống nấm đó là khả năng ức chế uh, cytochrome p450 chúng ta nhìn vào cái bảng này thì chúng ta nhìn thấy là gần như tất cả các thuốc chống nấm đều ức chế mạnh ship ba bốn và ship ba bốn là cái ship mà nó chuyển hóa một phần ba số thuốc mà chúng ta dùng ở trên lưỡng sàng vì vậy thì chúng ta luôn luôn phải đối chiếu xem là khi dùng azon chống nấm thì nó có cái thuốc nào mà nó bị ảnh hưởng hay không các thuốc bị ảnh hưởng rất nhiều là chúng tôi đã đặt ở cái slide ở phía, đặt, ở cái phía, phía dưới đấy trong đó chúng tôi, tôi nghĩ ảnh hưởng nhiều đó là các thuốc chống đông các thuốc ức chế miễn dịch đặc biệt là trên những bệnh nhân có ghép cơ quan hoặc là bệnh nhân có ghép tế bào gốc uh, hay là À, trên những cái bệnh nhân mà sử dụng các cái thuốc chống đông chẳng hạn uh, thuốc chống đông uh, đường uống thì đấy là những cái thuốc mà chúng ta phải hết sức đặc biệt theo dõi lưu ý thậm chí là chống chỉ định khi mà chúng ta sử dụng các thuốc chống nấm nhóm Azole. cái tương tác thứ hai mà tôi thấy là các bác sĩ hồi sức hay bị vướng uh, đó là khi mà dùng thuốc kháng nấm đó là tương tác kéo dài khoảng QT uh, kéo dài khoảng QT thực sự ra là nhiều khi nó xảy ra rất là bất ngờ mà chúng ta cũng không 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 xử lý tức là chúng ta không phát hiện tức là chúng ta không chờ tay kịp Ờ, kéo dài khoảng vít nó sẽ gặp ở những bệnh nhân có nhịp chậm hay là bệnh nhân mà đang có dung nhĩ nhưng mà chúng ta muốn đưa vốn đưa về nhịp xoang nhịp xoang nó hơi nhịp nó hơi xuống thấp một chút và đặc biệt nó sẽ xảy ra khi mà kali mà magie hạ thế, chính vì thế nên là khi mà các anh chị dùng thuốc chống nấm nhóm azon thì hãy lưu ý cái bảng ở phía bên tay phải cái bảng ở phía bên tay phải thì không học thuộc lòng được Tôi đặc biệt lưu ý nếu mà chúng ta đang dùng Coglarone để uh, điều trị dùng các cơn dung nhĩ cho bệnh nhân hay là chúng ta đang sử dụng các kháng sinh nhóm macrolid hoặc là nhóm kháng sinh nhóm nhóm Quinolone như là Levo hoặc là Mosi. Uh, chúng ta đang uh, dùng điều trị Domperidone để chống nôn, Motilum để chống nôn cho bệnh nhân hay là trong một số trường hợp chúng ta phải chống loạn thần cho bệnh nhân chúng ta dùng Haloperidone hoặc là Olazapine. Thì tất cả những trường hợp đó là những cái trường hợp mà chúng ta đặc biệt lưu ý khi phối hợp thuốc kháng nấm bên dược thì tôi có gợi ý một cái bảng uh, điểm như thế này bảng điểm này rất dễ dùng ở trên lâm sàng bảng điểm này có 11 điểm tất cả là cả, tổng điểm là 11 điểm và nếu từ 7 điểm trở lên thì mọi người khi, khi dùng thuốc kháng nấm là hết sức phải cẩn thận uh, cái điểm này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó liên quan đến kali uh, máu rất nhiều kali nếu dưới 3,5 người ta cho hai điểm nếu dùng lợi tiểu quai, nếu chúng ta đừng lợi tiểu quai được một điểm bệnh nhân có xét dít có nhiễm trùng nặng người ta cho hẳn 3 điểm và nếu bệnh nhân có dừng cứ một thuốc mà hạt kéo dài khoảng QT có trong mặt trong bảng mà tôi vừa liệt kê lúc nãy thì người ta cho thêm điểm nữa và nếu điểm thứ bảy trở lên thì mọi người phải hết sức lưu ý điện tâm đồ để chúng ta tránh cái khả, khả, năng xuất hiện xoắn địch điểm cuối cùng về mặt dược lý mà chúng tôi muốn lưu ý về cái nhóm dùng thuốc nhóm azo chống nấm này đó là cái chúng ta dùng dạng tiêm ở đây nó đang bị vướng khi mà chúng ta điều trị aspergillus chúng ta có itraconazole và voriconazole dạng dùng tĩnh mạch và bệnh nhân những bệnh nhi có mức lọc của thận dưới 30 ml trên phút thì người ta để là tờ hướng dẫn là để là chống chỉ định lý do chống chỉ định thì là nó không phải do cái thuốc đâu mà nó do cái tá dược có trong cái thuốc tiêm đó và người ta sợ tích lũy lại cái thuốc cái tá dược đấy nó gây độc tính cho bệnh nhân hoặc là bệnh nhi tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ đây là cái chống chỉ định tương đối chúng tôi cũng đã tìm hiểu trong y văn thì có rất nhiều trường hợp người ta cũng đã cho phép người bệnh cho phép bác sĩ được kê đơn những cái thuốc này với điều kiện là anh theo dõi chặt chẽ bệnh nhi À, nếu mà không còn cái lựa chọn nào khác chúng ta cũng có thể sử dụng Đấy. À, nhưng mà chúng ta cũng không tóm lại là cũng không 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 thoải mái quá chúng ta nếu với những quý bệnh nhân có mức lọc cầu thận dưới 30 ml trên phút thì hết sức cẩn thận không không còn giải pháp gì thì chúng chúng ta mới sử dụng còn nếu không thì chúng ta lựa chọn các cái, cái, cái giải pháp khác thuốc thứ hai chúng tôi muốn trao đổi về đây về mặt xử lý đó là các cái dẫn chất polyen thuốc này như tôi nói đã chia sẻ là thuốc cái diệt nấm cơ chế tác dụng thì tương tự colistin là xuyên thủng màng tế bào vi nấm. Tại thời điểm hiện tại thì không rất may mắn không hiểu tại sao là vi nấm nó cũng khó kháng lại được uh, amphotericin B. Nhưng cái, cái thuốc này thì mình ngại nhất đó là độc tính trên thận. Độc tính trên thận nó xuất hiện xảy ra cả trẻ con và người lớn và độc tính trên thận là uh, suy thận cấp kèm theo hạ kali cá máu. Cái kết quả này ở đây thì người ta ghi nhận ở trên bệnh nhi uh, sơ sinh mà sử dụng amphotericin B thì uh, cái tỷ lệ độc thận nó dao động khoảng 16 hạ, hạ kali máu cũng tương tự như vậy cả tức là kali dưới ba khoảng 17 người ta thấy là không có những yếu tố đặc biệt mà nó dự đoán tiên lượng được cái yếu tố cái khả năng suy thận này và người ta nói là người ta nói là cách duy nhất mà chúng ta làm đó là chúng ta theo dõi kỹ creatinin và kali máu để chúng ta điều chỉnh kịp thời người ta cũng gợi ý là còn mình có thể có một cái biện pháp dự phòng tức là chúng ta hoàn toàn có thể uh, tránh thiếu dịch và bổ đủ lượng natri theo cân nặng của bệnh nhi thì đây cũng là một cái biện pháp rất là quan trọng để giúp chúng ta làm giảm độc tính khi mà sử dụng amphotericin B. Có một cái cách thứ hai mà làm giảm độc tính của amphotericin B nữa là tôi thấy ở trong danh mục thuốc của bệnh viện nhi trung ương có là chúng ta dùng các cái dạng bào chế dạng liposome, liposomal thì chúng ta không có mà chúng ta có dạng lipid, lipid thì nó là một trong ba dạng bào chế đặc biệt của amphotericin B. thì mọi người hình dung là đây là cái cách bào chế người ta đưa cái phân tử amphotericin B và trong cái một cái phần mà gọi là cái phân tử mang thuốc, phân tử mang thuốc ấy nó sẽ dẫn thuốc đến cái vị trí tác dụng và nó giải phóng tại đó nó giải phóng amphotericin B và từ đó nó làm giảm độc tính của thuốc. Thế thì cái điểm khác biệt cơ bản nhất của amphotericin B dạng lipid này mọi người để ý nhìn thấy là liều dùng chúng ta tăng được liều dùng lên 3 đến 5 mg trên kg cân nặng trong khi đối với cả trẻ con thì nếu mà chúng ta dùng amphotet tức là amphotericin B để là đề ấy thì chúng lại là liều dùng của chúng ta thường là 1 đến 1,2 mg trên kg cân nặng. Đấy như vậy là liều dùng của chúng ta đã tăng lên được và nhớ là cả, chúng lại cái thuốc này là tác dụng diệt nấm là phụ thuộc vào liều. Ở à, cái điểm thứ hai cũng rất là quan trọng, khác biệt rất là quan trọng là cái dạng lipid này thì lại không thải qua nước tiểu dưới dạng còn hoạt tính vì vậy nếu nhiễm nấm niệu thì bắt buộc mà đã vào chỉ định amphotericin B thì bắt buộc phải sử dụng amphotericin B-desoxycolab, tức là dạng quy ước. đấy Còn chúng ta, ampholip là chúng ta không sử dụng được. Đấy là cái điểm khác biệt thứ hai. Điểm khác biệt thứ ba, đó là về mặt lâm sàng. Về mặt lâm sàng thì người ta thấy là nó cũng độc tính trên thận thì của cái dạng lipid thì nó giảm được khoảng 70% so với cả dạng quy ước. Đấy cũng là ưu điểm của nó. Tuy nhiên giá của nó rất là đắt vì thế nên là mọi người hãy tuân theo hướng dẫn của bộ y tế chúng tôi khi mà xây dựng hướng dẫn uh, điều trị nhiễm lâm xâm lấn của bộ y tế ban hành 2021 thì tôi cũng đã đưa cái bảng này vào và đây là bảng để các bác sĩ lâm sàng có thể tham khảo để chúng ta sẽ đối chiếu những cái điều kiện này để chúng ta xem cho là nếu thỏa mãn những cái điều kiện này thì chúng ta có thể dùng ampolip được để, để tránh những cái chuyện mà xuất toán của bảo hiểm y tế Đấy, nó cũng đúng về mặt chuyên môn thôi là những cái trường hợp mà bệnh nhi có nguy cơ uh, suy thận rất là cao trong quá trình điều trị thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng cái loại đó và điểm cuối cùng chúng tôi lưu ý về mặt dược lý của cái nhóm này đó là phản ứng tiêm truyền phản ứng tiêm truyền thì thường nó lại xảy ra thường nó xảy ra nó nó kiểu tương tự gần như tương tự kiểu phản vệ đấy thế nên là nó nó xảy ra thường xảy ra trong liều đầu tiên chúng ta truyền thuốc vì vậy cái cách xử lý của chúng ta thường là chúng ta có một cái liều test ban đầu liều test ban đầu đấy chúng ta chưa dùng với mức liều điều trị và nếu những bệnh nhi mà có nguy cơ cao mà xuất hiện cái phản ứng này đã phản xuất hiện phản ứng tiêm truyền rồi thì chúng ta có thể dự phòng bằng corticoid hoặc là dự phòng bằng paracetamol uh, trước khi truyền amphotericin B lipid để chúng ta uh, có thể giảm thiểu những cái, cái độc tính đó. tôi Xin để lại cái pháp đồ này cũng đưa vào hướng dẫn của bộ y tế rồi để chúng ta có thể tham khảo và uh, cái cách mà truyền thuốc rồi cái cách mà uh, liều test như thế nào rồi liều duy trì tiếp tục ra sao thì mọi người hoàn toàn có thể tham khảo những cái slide mà chúng tôi đã chuẩn bị ở trong cái phần hướng dẫn của đã có nằm trong hướng dẫn của bộ y tế chúng tôi sẽ chuyển sang nhóm thức thứ ba thứ nhóm thức thứ ba thứ thì nó ra đời trong cái bối cảnh mà để, nó xử lý các cái candida nông an bị tăng candida nông an đi tăng thì mọi người biết là cái tỷ lệ mà nhiễm đặc biệt là uh, candida tropicalis cusay hoặc là parapsilosis thì cái tỷ lệ không còn nhạy cảm với cả fuconazone nó tương đối cao ở việt nam theo thống kê không đầy đủ tôi nói là không đặc biệt nhấn mạnh là không đầy đủ nhé và chưa có tính chất đại diện thì cái tỷ lệ candida nông albicang kháng fluconazole nó dao động khoảng 30%. mươi à, khoảng ba mươi như vậy nó trở thành thách thức đối với thực hành lâm sàng và đây tôi dẫn chứng luôn cái này thì tôi không có dữ liệu tách riêng cho bệnh nhân nhi tôi cũng rất mong muốn là nếu chúng ta có dữ liệu cho bệnh nhân nhi thì chúng ta cũng cũng có tổng kết dữ liệu này là của trợ dãy và của mẹ bệ... của trợ dẫy thì người ta thấy cái tỷ lệ mà tỷ lệ đề kháng nói chung của candida với cả Fulconazone thì nó chỉ khoảng 9% thôi. Nhưng nếu tách riêng ra là Tropica, Candida tropicalis thì tỷ lệ đấy nó ra lên đến 22%. Đấy, như vậy là loài nông ăn bị căng là cái nguy cơ kháng kháng fluconazole là cao nhất. Vậy thì điều trị, người ta sẽ điều trị như thế nào? Tại sao trên nó mới ra đời cái nhóm thuốc thứ ba mà tôi muốn đề cập ở đây đó là nhóm dẫn chất echinocandin. Thì các hướng dẫn thì người ta nói như này. Nếu mà là trường hợp mà nhiễm nấm mà chúng ta nghi ngờ là nhiễm nấm xâm lấn mà ở đặc biệt ở trên bệnh nhân có suy đa tạng bệnh nhân hồi sức có suy đa tạng bệnh nhân lại có phải có sốc nhiễm trùng phải phải phụ thuộc vào vận mạch chúng ta chưa giảm được liều vận mạch thì lúc đấy người ta sẽ ưu tiên không dùng Fuconazole ngay từ đầu mà người ta dùng echinocandin sau đó thì người ta sẽ xuống thang người ta chờ kết quả vi sinh của vi sinh trà và nếu con nấm đấy mà còn nhạy với cả Fuconazole nếu bệnh nhân mà đã thoát sốc và huyết động ổn định chúng ta không còn phụ thuộc vào vận mạch nữa thì người ta sẽ cho xuống thang bằng Fuconazole đấy thì lại đấy là hướng dẫn trên thế giới hướng dẫn của Việt Nam thì cũng tương tự hệt như thế thôi. Người ta cũng coi là echinocandin là cái lựa chọn đầu tay cho những cái trường hợp mà nhiễm nấm uh, do candida, đặc biệt là nhiễm nấm màu. Vậy thì tôi sẽ có một mấy cái slide để tôi nói nhấn mạnh về những cái điểm dược lý mà cần lưu ý về nhóm thuốc này. Nhóm thuốc này thì là cái dẫn chất echinocandin nó là một cái polypeptide vòng, một cái poli, một cái hexapeptide tức là 6 cái phân tử polypeptide nó gắn lại với nhau. Cơ chế của nó rất là đặc biệt lúc nãy tôi có ví nó là tương tự kháng sinh beta lactam nó sẽ ức chế tổng hợp một cái thành phần nó có tên là beta d glucan là cái thành phần cơ bản tạo ra lớp vách là lớp bên ngoài của tế bào vi nấm và với cơ chế tác dụng như thế thì nó có tác dụng diệt nấm Đấy, và sau một cái khoảng thời gian tiếp xúc thì vi nấm nó sẽ bị ly giải cái hoạt tính vi sinh thì đặc biệt là chúng ta để ý là những cái giá trị mic giá trị MIC của uh, vi nấm với cả dẫn, các cái dẫn chất adenosine thì tại thời điểm hiện tại chúng ta thấy nó rất thấp, nó là 0,0 bao nhiêu đấy, 0,01, 0,03 gì đấy, tức là ở, nhìn chung là ở mức độ rất thấp. Và kể cả các loài mà đã kháng lại Fuconazone. ở đây chúng ta nhìn thấy là MIC với Fuconazone nó rất cao, trên 32 trên 64, thì mọi uh, mọi người nhìn thấy trong slide này thì uh, cái, những cái loài đấy, thì nó những cái chủng đó thì nó vẫn còn duy trì được cái giá trị MIC ở với vợ với các cái dẫn chất của echinocandin ở mức độ thấp uh, mà chúng ta còn có khả năng điều trị được uh, cái, cái tác dụng diệt nấm của các cái nước này thì nó có thể là khác biệt giữa các thuốc trục nhỏ. Đấy, nên là nếu các anh chị đi một số hội thảo thì sẽ thấy là có người ta sẽ trình bày những cái slide là xem là cái tốc độ diệt nấm của capofungin rồi adidolafungin rồi micafungin thì có thể là khác nhau tuy nhiên thì những kết quả này tôi đọc kỹ cái bài báo đó thì chúng tôi thấy là nó có tính chất là trong phòng xét nghiệm thôi còn người ta nói luôn là về cái sự khác biệt nó có tạo ra sự khác biệt về hiệu quả in vivo hiệu quả trên bệnh nhân hay không thì chưa có nghiên cứu nào nó xác nhận cái điều này cả ờ, cái nhóm echinocandin nó còn có một cái điểm đặc biệt nữa chúng ta lưu ý là nó áp dụng với tất cả các thuốc trong nhóm là nó diệt được nấm ở dưới dạng biofilm chúng ta biết là biofilm là cái dạng mà nó rất là khó đấy vi nấm nó cũng giống như vi khuẩn nó rất thích gắn vào cái bề, bề mặt nhựa bề mặt kim loại ktt hoặc là sông hoặc là đấy, các, đấy thì nó rất thích bám vào cái phần đó hoặc là nội khí quản nếu mà nếu có nếu thì trong những trường hợp đấy nó gắn vào đó thì cái vi nấm tại kháng nấm của chúng ta rất khó tác dụng thì riêng cái thuốc kháng nấm nhóm echinocandin này người ta thấy được một cái tác dụng mà các lúc kháng nấm khác không có đó là có tác dụng trên trên cả vi nấm ở dạng biofilm về mặt dược động học cũng có một cái số điểm cần phải lưu ý để liên quan đến cách dùng cái thuốc kháng nấm này thứ nhất là các cái thuốc kháng nấm này vì tỷ lệ liên kết với cả protein huyết tương rất cao nên thông thường thì chúng ta phải có một cái liều nạp ban đầu liều nạp ban đầu để đổ đầy người bệnh nhân bằng thuốc kháng nấm sau đó chúng ta mới chuyển sang liều duy trì tí nữa tôi cũng sẽ nói về cái phần liên quan đến liều nạp cho trẻ con thứ hai là cái thời gian bán thải của nó tương đối dài nên thông thường chúng ta dùng có một lần một ngày điểm thứ ba là nó không chuyển hóa qua gan thế nên là cái tương tác thuốc liên quan gan thì gần như nó không có là khác với cả nhóm thuốc chống lại cả azon chống nấm thải trừ thì lại thải trừ qua đường nào thì mình không biết cũng không, không rõ ràng lắm nhưng mà thận thì lại không thải trừ qua thận cái lượng mà qua thận ở dưới dạng mà còn hòa tính thì nó, nó, nó rất là ít nên nhiễm nấm niệu là tuyệt đối không bao giờ được dùng cái dẫn chất echinocandin mặc dù ví dụ vi sinh trả là còn nhạy cảm với cắt nhưng mà không bao giờ được dùng cắt để điều trị nấm nấm candida à, nếu cấy ra trong nước tiểu thấm và dịch não tủy rất thấp nên là đường hy vọng là trong điều trị và điều trị viêm màng não do nấm thì chúng ta dùng được dẫn chất này và cuối cùng là chỉnh liều thì nói chung tương đối đơn giản không phải nghĩ ngợi nhiều à, như suy thận không phải chỉnh liều nhưng mà suy gan thì à, có thể phải chỉnh để tí nữa tôi sẽ nhấn tới những cái phần liên quan trẻ con thì tôi sẽ nhấn mạnh sau ở nhóm thuốc này thì nhìn chung dung nạp thì rất là tốt ngại nhất các bác sĩ lâm sàng hiện nay tôi thấy các bác ngại là nhiều khi bệnh nhân có bilirubin tăng hay bệnh nhân có men gan tăng các bác sĩ hơi ngại một chút khi mình sử dụng các thuốc kháng nấm này tuy nhiên người ta cũng nhấn mạnh là cái việc mà tăng men gan và tăng bilirubin không phải là chống chỉ định và sử dụng các cái thuốc kháng nấm nhóm echinocandin Uh, nhưng cái khó của các bác sĩ là chúng ta nếu diễn biến của chức năng gan mà càng xấu đi tức là nó có xung xấu thêm thì nó hơi khó cho bác sĩ lâm sàng của chúng ta phân biệt giữa đấy là tổn thương gan do cái thuốc kháng nấm gây ra hay là diễn biến bệnh của bệnh nhân. Thì trong trường hợp này thì người ta có một cái hướng dẫn, đây là hướng dẫn cho các dược sĩ thôi thì các bác sĩ có thể tham khảo. Đó là chúng ta phải đánh giá rất cẩn thận. Để chúng ta có một cái thang chúng ta đánh giá xem là nguyên nhân cái tổn thương gan ấy là diễn biến bệnh một cái diễn xấu đi của một bệnh nhân là bệnh nhân đi nằm hồi sức hay là do thuốc của bệnh nhân gây ra cái tỷ lệ hiện nay được đánh giá ở mức độ rất hiếm gặp mọi người cũng cũng không phải ngại nhiều tôi cũng phải thường xuyên phải thuyết phục các bác sĩ bạch mai là, là cái việc mà sử dụng như thế nhiều khi các bác, các bác bệnh nhân tăng pin mà dùng các bác rất ngại nhưng thực tế thì ghi nhận trong y văn và liên quan đến thuốc thì tỷ lệ rất hiếm cuối cùng tôi sẽ tổng kết với nhóm thuốc này là tương tác thuốc tương tác thuốc thì nhìn chung tôi thấy nó nhẹ nhàng so với các nhóm thuốc khác thì không có gì đặc biệt lắm. À, đây là một số các tương tác lâm sàng à, có, có ý nghĩa lâm sàng quan trọng với các thuốc nhóm echinocandin. thì nhìn chung tôi thấy có lẽ cần phải lưu ý nhất vẫn là cho thuốc ức chế miễn dịch. nếu bệnh nhân nào mà bệnh nhân sau ghép đấy, mà các anh các chị phải dùng tacrolimus và ciclosporin đấy, thì trong trường hợp đấy đặc biệt phải cân nhắc cân đối khi mà sử dụng capovulimab thì chúng ta phải hết sức uh, lưu ý. Đấy, hoặc là dựa và nếu những bệnh nhân nào mà phải dùng nifedipine để hạ huyết áp chẳng hạn thì trong trường hợp đấy tôi sẽ phải cân đối cân nhắc khi mà sử dụng miocapone à, còn lại thì những cái tương tác khác thì chúng tôi thấy nó nó không có ý nghĩa không có gì đặc biệt lưu ý cái phần thứ ba mà tôi muốn trao đổi đây phần này là phần rất khó tôi tôi xin sẽ trao đổi xin phép chia sẻ trao đổi để mọi người cũng gọi là vỡ cái vấn đề này ra để 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 mình cùng nhau tìm hiểu cùng trao đổi chứ tôi không dám nói là dám thay đổi thực hành của các bác sĩ điều trị à, đó là vấn đề về liều vấn đề về liều của thuốc kháng nấm cho người lớn đã khó rồi nhưng mà cho bệnh nhân nhi tôi thấy là thực sự đọc tài liệu tôi tôi bị chóng mặt đấy, bởi vì các tài liệu tại thời điểm hiện tại nó cập nhật nó tài liệu gần đây họ cập nhật quá nhiều nhưng họ làm rất nhiều nghiên cứu về thuốc kháng nấm liều của thuốc kháng nấm trên bệnh nhân nhi nhưng mà liệu chúng ta có dám thay đổi thực hành theo những cái đấy hay không thì nó là còn là một cái câu chuyện uh, còn dài còn phải bàn nhiều tôi lấy ví dụ về fluconazole liều của Fuconazole thì cả, mọi người cũng biết đây là cái thuốc kháng nấm mà chúng ta dùng rất là kinh điển đúng không ạ thì liều của Fuconazole, người ta sẽ đây là một cái nghiên cứu công bố năm 2020 của các bác sĩ hoa kỳ bác sĩ chuyển nhiễm nhi khoa người ta có đánh giá lại cái phân tích cái liều Fuconazole mà các bác sĩ cho vào trong vòng tôi nghĩ thời gian tương đối dài gần 20 năm thì người ta thấy là thế này ngày xưa mình toàn cho thiếu liều Fuconazole. không biết là có phải lý do thế mà nấm bây giờ nó kháng Fuconazole nhiều như thế và vì gần như cái tỷ lệ mà cho đúng liều fluconazole ở cái giai đoạn mà trước năm 2005 ấy thì nó chỉ dao động khoảng 32 chưa được 20%. Chủ yếu các bác sĩ cho thiếu liều là chính, chả có trường hợp nào thừa liều fluconazole cả. Cái công bố đầu tiên được công bố về liều của fluconazole mà thay đổi chế độ liều của fluconazole cho bệnh nhân nhi là công bố năm 2009. Và chính vì thế, chính vì thế, sau đó hình như là cái tác động của cái công bố đấy nên là các bác sĩ bắt đầu như gọi là không dè dặt với liều fluconazole nữa và tỷ lệ liều cho liều fluconazole đúng lên bây giờ nó dao động được độ khoảng 30%. mươi lao động khoảng 30%. như vậy vấn đề đây là chúng ta vẫn hình như đang cho thuốc kháng nấm nhưng chúng ta đang bị cho thiếu liều như vậy trẻ con có khác người lớn hay không câu trả lời luôn luôn là trẻ con luôn luôn khác người lớn và tôi lại lấy tiếp ví dụ về fluconazole về dược động học để chúng ta cùng nhau so sánh cái cái dược động học của trẻ con với cả người lớn xem nó khác biệt về cái gì cái cái dòng cuối cùng là gọi là các cái chỉ số các cái thông số dược động học của người Fuconazone của người lớn chúng ta lấy đến làm chuẩn thể tích phân bố chúng ta nhìn thấy là thể tích phân bố của trẻ con fluconazole ở trẻ con nó cao hơn rất nhiều đặc biệt là bệnh nhi sơ sinh trẻ thiếu tháng thì cao hơn rất nhiều so với cả người lớn nó cao cấp chắc cấp độ khoảng một lần rưỡi đến gần hai lần như vậy điều đó có nghĩa là liều của fluconazole cho những cái bệnh nhi này hình như chúng ta phải tăng lên. nếu mà chúng ta duy trì cái mức độ mà nó ngang với cả cân nặng, để tính theo liều cho cân nặng mà cho cho người lớn thì có thể bị thiếu. Nhưng mà thanh thải, thanh thải thì hình như lại ngược lại. Đấy, và chúng ta nhìn thấy cái T1 phần 2, cái thời gian bán thải của thuốc thì nó giảm dần theo tuổi. Và như vậy từ bệnh nhi sơ sinh nó thải, thể tích phân bố thì tăng, nhưng mà thải trừ thì lại chậm hơn rất nhiều. Vậy cái điều này hình như tôi thấy nó giống như là kháng sinh nhóm aminoglycosid. do là như vậy là cái cái cách sử dụng funconazol cho chúng ta là để lưu ý đặc biệt cho bệnh nhân sơ sinh. chúng ta chắc là phải làm một cái cách khác đi so với các bệnh nhân, người lớn thì mới mới có thể có hiệu quả được. Thì chính vì thế nếu người ta có điều kiện và người ta đo nồng độ thuốc trong máu. Đây là ví dụ thứ hai là thuốc cắt Việt Nam mình chưa đo được. Thì nếu đo nồng độ cắt trong máu thì chúng ta nhìn thấy cái cột ngoài cùng bên tay phải là người lớn nếu chúng ta dùng liều 70 và 50 sau đó là người lớn đấy thì nồng độ nói chung nói chung là cũng tương đối là là trụ đấy à, nhưng mà nếu mà tính trên bệnh nhân nhi đặc biệt là cái cột đầu tiên đầu tiên là bệnh nhi bệnh nhi sơ sinh thì chúng ta nhìn thấy nhờ nồng độ nhảy nhót lung tung đấy, và cái nồng độ nhảy nhót lung tung là bệnh nhi đang được dùng liều khuyến cáo là 25 mg trên mét vuông da đúng không ạ thì cho nhìn thấy nồng độ rất lung tung và chúng ta cũng không biết là bệnh nhi nào sẽ được thừa liều và bệnh nhân nào đủ liều bệnh nhi nào thiếu liều cả đây là cái thách thức lớn lớn cho điều trị chúng ta không biết cho liều như nào cho đủ đấy Chính vì thế bây giờ nhìn lại thì cho liều thì tôi cũng vẫn đồng ý với các bác sĩ là chúng ta chỉ có dựa vào sách sách dạy mình thế nào thì chúng ta sẽ cho liều như thế chúng tôi xin để lại cái bảng này tổng kết lại à, tôi thấy nó không thay đổi nhiều tôi dẫn chứng tài liệu năm 2012 thì tài liệu này tổng kết lại về liều của các cái thuốc kháng nấm quan trọng mà chúng ta dùng cho điều cho bệnh nhân nhi và người ta lại cho luôn cái liều người lớn ở bên cạnh nữa để chúng ta đối chiếu nhìn chung thì các bác sĩ nhìn thấy chúng ta nhận xét là liều cho bệnh nhân nhi hình như không có sự khác biệt nhiều so với cả liều cho người lớn chỉ khác cái là chúng ta có thể tính trên đối với echinocandin đối với carbofungin là chúng ta tính trên mét vuông da thay cho người lớn là chúng ta sẽ tính trên một cái liều cố định liều cố định là 70 mg không phụ thuộc vào cân nặng của bệnh nhân liều ở đây là liều chi tiết hơn tôi cập nhật thêm với bảng liều thì chi tiết hơn ở đây thì người ta có thể cho các cái lứa tuổi khác nhau trong đó có cả liều cho sơ sinh và liều cho bệnh nhân nhi những cái, cái cái bảng này thì tôi, tôi cũng nhờ ban tổ chức là gửi lại cho anh chị em để mọi người có thể tham khảo trực tiếp được thì chúng ta nhìn thấy đại liều của amphotericin B thì liều của nó cũng tương tự tôi thấy nó tương tự như người lớn tức là khoảng với amphotericin B sicolat thì từ 1 đến 1,5 mg trên kg cân nặng một ngày còn Ampholipid thì nó dao động khoảng 3 đến 5 mg trên kg cân nặng một ngày đối với cả kháng nấm nhóm fluconazole thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta hay dùng fluconazole tôi lấy nó làm dẫn chứng luôn thì thông thường chúng ta vẫn phải dùng như giống như người lớn thì thông thường người lớn thì thông thường chúng tôi hay cho 12 mg trên kg cân nặng uh, liều ngày đầu tiên sau đó 6 mg trên kg cân nặng hai uh, hai lần một ngày cho những cái liều kế tiếp thì nếu quy ra là đơn giản là 800 400 là 800 800 ngày đầu tiên là 400 những ngày kế tiếp cho người lớn hoặc là cho trẻ lớn thì ở người lớn, ở trẻ bệnh nhân nhi thì người ta cũng cũng cho cái chế độ liều cũng tương tự như thế, là 12 mg và sau đó là 6 mg. Ờ à, bệnh nhân nhi à, sơ sinh thì người ta nói là có thể có một cái chế độ liều giãn cách, à, chúng ta có thể cho hai lần một tuần. Đấy, 3 đến 6 mg trên kg cân nặng hai lần một tuần nếu chúng ta sử dụng với cả mục đích dự phòng. À, tôi xin tiếp để lại tiếp tôi phân, phân tích kỹ hơn những cái bảng liều này nữa để cả nên cái bảng liều này để cho các bác sĩ tham khảo. Ở à, những cái chế độ liều tiếp theo với cả voriconazole và posaconazone và chế độ liều cuối cùng là với cả với Eginocandy. tôi xin chỉ phân tích kỹ cái cái, cái liều với capovulgin thôi liều với capovulgin thì thông thường với sơ sinh người ta cho liều 25 mg trên uh, mét vuông da một ngày còn liều đối với cả trẻ uh, lớn hơn thì người ta cho 70 mg trên mét vuông da một ngày cho liều lốt. và sau đó là 50 mg trên mét vuông da một ngày cho liều duy trì Đấy. tuy nhiên là cái liều này là, là cũng Đại, cũng không biết là các cân nặng của các cháu thì tóm lại nó có ảnh hưởng hay không? đặc biệt là các cân nặng của các cháu mà thừa cân béo phì. Ở người lớn thì chúng tôi thấy là những cái bệnh nhân mà có thừa cân thì liều 50 mg liều duy trì là không đủ và có thể chúng tôi vẫn phải khuyến cáo những bệnh nhân nào 80 kg trở lên thì vẫn phải liều duy trì vẫn phải là 70 mg một ngày. Thế thì tôi chưa có kinh nghiệm với cả những cái chắc cháu mà có có thừa cân. Đấy cũng là một cái câu chuyện và một câu chuyện cũng cũng sẽ là còn phải còn, còn phải có nghiên cứu để trả lời các đồng nghiệp để chính thống hơn, các đồng nghiệp có thể tham khảo họ. lìa bảng liều của hai hướng dẫn. Tôi xin phép để lại hai hướng dẫn này để các đồng nghiệp có thể tham khảo. Mà đây là liều người ta cho chia trẻ sẽ cho hướng dẫn cho nhi luôn. Hướng dẫn thứ nhất là hướng dẫn của hội truyền nhiễm uh, vi sinh lâm sàng và truyền nhiễm châu Âu năm 2012 dành cho uh, các thuốc kháng nấm uh, để dự phòng và điều trị candida. Và thuốc nhóm thuốc thứ hai, hướng dẫn thứ hai là hướng dẫn của hội uh, cũng cái hội đó nhưng mà kết hợp thêm với hội uh, uh, bệnh uh, nấm uh, y học uh, của châu âu ban hành năm 2019 là cho những cái trường hợp mà nhiễm aspergillus uh, thì uh, cái chế độ liều này thì tôi để gọi là chính thống của một cái hướng dẫn của hội chuyên môn thì tôi để lại cho mọi để mọi người tham khảo có hướng dẫn rất chi tiết theo tuổi theo cân nặng và tôi nhìn chung tôi nhìn thấy là cái liều của thuốc kháng nấm nó không thay đổi nhiều bây giờ tôi xin phép để bàn một chút về mặt dược thế này để suy nghĩ thôi thực hành thì tôi vẫn khuyến khích cả các bác sĩ là để hướng dẫn để dùng liều theo thuốc kháng nấm nhưng có một số vấn đề sau đây chúng ta cần phải suy nghĩ để khi mà dùng dùng liều thuốc kháng nấm trong thực hành vậy thì liều thuốc kháng nấm thì có, nó có cố định kiểu như thế không câu trả lời hình như không Đấy, và các cái nghiên cứu dược động học và dược lực học tại thời điểm hiện tại thì người ta thấy là nó bắt đầu soi sáng dần thì cái, cái cách mà liều của thuốc kháng nấm tôi xin nhấn mạnh lại chắc hình này mọi người cũng đã quen thuộc rồi thì thuốc kháng nấm người ta cũng thấy là nó cũng có những cái thông số dược động học và dược học. Trong đó thì mẫu số là luôn luôn chúng ta phải chia cho MIC tức là cái uh, nồng độ ức chế tối thiểu với cả vi nấm. Còn trên tử số, trên tử số thì tùy. Đối với amphotericin B thì Cmax là quan trọng nhất, như vậy là nồng độ đỉnh là phải đạt được. Đấy, nồng độ chúng ta tiêm nào tiêm tiêm một lần một ngày phải đạt được nồng độ đỉnh trong máu Cmax trên MIC phải đảm bảo. Đối với echinocandin thì người ta yêu cầu là Cmax trên MIC cũng phải đảm bảo và thứ hai là AUC trên MIC cũng phải đảm bảo và cuối cùng đối với azon chống nấm thì AUC tức là tổng lượng đấy toàn bộ cái phần mà bôi caro đấy là tổng lượng thuốc kháng nấm trong người bệnh nhi trong một ngày chia cho mic là phải sẽ vượt qua cái ngưỡng cái cái yêu cầu thì chúng ta mới đảm bảo hiệu quả điều trị được. Rồi. Vậy cho liều thuốc kháng nấm đầu tiên yếu tố gì quyết định? Đầu tiên tôi nghĩ là vi sinh quyết định. Vi sinh sẽ quyết định tử sợ mẫu số đúng không ạ? Vi sinh không biết là chị Ngọc trên này đã làm được MIC với vi nấm chưa. Để chúng em ở Bạch Mai là rất khuyến khích các bác sĩ đã cấy ra vi nấm đặc biệt nấm máu. Các bác sĩ hãy nhờ vi sinh trả MIC đối với Fluconazole, trả MIC với cả uh, cắt nếu mà Micafungin nếu các bác sĩ muốn dùng những cái 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 thuốc kháng nấm đó. Tại sao nó lại MIC quan trọng? MIC quan trọng bởi vì nó sẽ quyết định là chúng ta thứ nhất là chúng ta có dùng được thuốc kháng nấm đó hay không. Câu trả lời chắc là chị Ngọc trả là S, ở vi sinh trả là S thì mình làm chúng ta mới dám dùng. Nhưng cái điểm thứ hai nữa quan trọng là chúng ta xem xem chúng ta có phải dùng liều thuốc kháng nấm mạnh tay hơn hay không. Đấy thì cái giá trị MIC là nó quyết định rất nhiều. Nếu giả sử mà cái giá trị MIC đấy vẫn chị Ngọc và bên vi sinh vẫn trả là nhạy cảm nhưng mà nó lại gần sát với điểm gãy, điểm quanh thì trong trường hợp đấy thành công về mặt lâm sàng của chúng ta có thể bị giảm đi nếu chúng ta sử dụng các chế độ liều mà gọi là chế độ liều kinh điển. Đấy, như vậy là đầu tiên để cái chế độ liều thuốc kháng nấm là chúng ta hội trần kỹ với vi sinh, đặc biệt trường hợp nhiễm nấm máu chúng ta xin thêm giá trị MIC, chúng không phải xin mà ra y lệnh để chị Ngọc có thể làm và để sau đó bảo hiểm y tế người ta thanh toán. Cái điểm thứ hai quyết định liều thuốc kháng nấm là các anh các chị phải nhìn kỹ bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ có rất nhiều yếu tố làm thay đổi tử số chúng ta biết là tử số cái quyết định tử số là có hai thông số một là thể tích phân bố và hai là thanh thải thanh thải thì thường do thận quyết định thường do thận quyết định thế còn thận thì thường liên quan phuconazol nhiều đấy. còn thể tích phân bố thể tích phân bố thì nó do ai quyết định nó do một bệnh nhi có giảm albumin máu hay không nếu albumin máu của bệnh nhi dưới 25, năm mà chúng ta không kịp bù không bù albumin thì liều kháng nấm có thể nó sẽ có thể phải mạnh tay hơn bình thường thứ hai là bệnh nhi có có các cái dịch mà chúng ta chưa kịp dẫn lưu với du dịch ổ bụng thì làm nó tạo ra cái khoang thứ ba làm cho cái thể tích phân bố nó tăng lên rất là nhiều thứ ba là bệnh nhi có nhiễm trùng nặng hoặc thậm chí có sốc nhiễm trùng hay không nếu sốc nhiễm trùng thì thể tích phân bố cũng tăng lên và lúc đó thì liều chắc là phải mạnh tay hơn để chúng ta luôn luôn kiểm tra tất cả những cái yếu tố đó để chúng ta xem là có quyết định là xem có phải tạo, thay đổi chế độ liều hay không xin nhấn mạnh lại là tại thời điểm hiện tại chúng ta chưa đo được nồng độ thuốc trong máu, đo được nồng độ thuốc hàng nấm trong máu nữa. Đây đây là điều kiện nghiên cứu chúng ta làm, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cực kỳ khó. Khó ở chỗ là gì? Là chúng ta nhìn ở đây, cái cái đường gạch mà chấm chấm đấy là nồng độ chúng ta cần đạt được. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây là nếu đo ở, ở, ở nồng độ ở các loại bệnh nhi khác nhau, à, bệnh nhi dùng với mục đích dự phòng, bệnh nhi ung thư, bệnh nhi sau phẫu thuật, bệnh nhi sinh non thiếu tháng, thì chúng ta thể nhìn thấy là đa số sẽ đạt được nồng độ điều trị nhưng cái khó lớn nhất ở đây là cái cái SD cái 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 phương sai nó dao động quá lớn đấy, và thậm chí nó vượt qua giá trị trung bình trong trường hợp đó có nghĩa là gì trong đường hợp đó có nghĩa là sự biến thiên giữa các cá thể khi mà bệnh nhi sử dụng thuốc kháng nấm về dư động học là rất lớn và điều này thì mới dẫn đến là gì dẫn đến là chúng ta không biết là có đạt được nồng độ hay đủ nồng độ điều trị hay không người ta phân tích lại thì người ta thấy có một số yếu tố mà ảnh hưởng đến nồng độ thuốc của đây là nồng độ của fluconazole ở trong máu thứ nhất là sự, một chức năng thận của bệnh nhi thứ hai là liều fuconazone chúng ta sử dụng thứ ba là tuổi của bệnh nhi tuổi càng thấp thì, thì nó càng khó thứ tư là cân nặng của bệnh nhi và thứ năm là bệnh nhi có ung thư hay là không có ung thư đấy, như vậy là tóm lại đấy là mấy cái yếu tố quan trọng để chúng ta những cái yếu tố đặc biệt để chúng ta có khả năng không đạt được nồng độ fuconazone đạt nồng độ điều trị vì thế thì thái độ xử trí của chúng ta là thế nào Thông thường thì người ta nói như thế này. Người ta nói là có thể đối với bệnh nhi đặc biệt là sơ sinh khi dùng furosemide chúng ta nên có một liều nạp ban đầu. Nên có một liều nạp ban đầu. Mặc dù các tài liệu thì nói nó, nó 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 để rất là nó 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 kiểu như là kiểu optional tức là tùy chọn của mình đấy. Nhưng mà các nghiên cứu về dược động học thì cho thấy là nếu bệnh nhân nhi được sử dụng một liều nạp furosemide sơ sinh ấy thì nếu mà có một liều nạp 25mg trên kg cân nặng có thể nó hỗ trợ tốt hơn cho các chế độ liều duy trì trước khi chúng ta quyết định dừng sử dụng chế độ liều duy trì. Liều nạp thì thực sự nó có làm cho có nguy cơ tác dụng phụ cao hơn hay không? Nghiên cứu này thì người ta đã làm cẩn thận, người ta đánh giá về cả độ an toàn nữa. Thì người ta thấy là các bệnh nhân sơ sinh, bệnh nhi sơ sinh mà sử dụng một liều nạp fluconazole 25mg trên kg cân nặng thì không phát sinh thêm các vấn đề về mặt an toàn. Đấy, như vậy là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể uh, cân nhắc để cho cho cái thuốc này và cái câu chuyện với fulvazin nó còn chưa kết thúc đấy, có thể là những bệnh nhi mà chúng ta phải chạy ECMO nếu bệnh nhân nhi mà chúng ta phải chạy ECMO thì cái liều nạp ấy đấy, có lẽ là chúng ta còn phải tăng lên nữa đấy, để một cái liều nạp cao hơn trước khi chúng ta chuyển sang chế độ liều dựa dự, dùng liều duy trì liều duy trì là dự phòng là liều 12 mg trên kg hoặc là liều để điều trị là 35mg trên kg thì cái liều nạp sẽ đóng vai trò rất là quan trọng bởi vì với những bệnh nhân chạy ECMO thì người ta thấy thể tích phân bố của fluconazole thường cao hơn so với cả những bệnh nhi không có ECMO đấy như vậy đấy là cái những cái đối tượng mà chúng ta cũng phải cân nhắc khi mà chúng ta cho liều như vậy cái ví dụ đầu tiên để tôi bàn về fluconazole để tôi thấy là để chúng ta thấy là gì chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo cái chế độ liều chúng ta hãy dùng chế độ liều theo khuyến cáo trong tài liệu nhưng có những trường hợp khó, khó thì các đồng nghiệp hãy tham khảo những cái tài liệu mới hơn, cập nhật hơn và nếu trong trường hợp mà chúng ta đi điều trị bệnh nhân nặng, lại kém đáp ứng với phát độ kháng nấm chúng ta dùng thì chúng ta có thể cần cân nhắc đến những cái chế độ liều cao hơn và những cái chế liều mà đã được đề cập ở trong tài liệu. Tôi lấy ví dụ thứ hai là ví dụ với cả một cái thuốc kháng nấm là nhóm echinocandin, cái thuốc này là Eka, là micafungin. Cái micafungin này thì người ta nói là thế này, có thể chúng ta phải tăng một cái chế độ liều cao hơn cho những cái trường trường hợp mà nếu mà vi sinh người ta trả là những vi nấm mà nó kém nhạy cảm với thuốc kháng nấm à, ví dụ MIC cao chẳng hạn nó không phải là không phải không bao nhiêu nữa mà nó là có sát cái giá trị điểm gãy mà mà, mà nhạy cảm với cái đề kháng thì người ta gợi ý là chúng ta có thể phải sử dụng một cái chế độ liều cao hơn ví dụ như 4 mg trên kg cân nặng đối với cả à, đối với cả cái cái chế độ liều này vì thế nên là trong cái tạng các tài liệu mà mọi người mình để ý là bao giờ các tài liệu thì thường người ta sẽ đề cập đến những cái chế độ liều mà chúng ta dùng thường cho cho các bệnh nhân nhi nhưng có những cái trường hợp đặc biệt chúng ta phải cân nhắc đến một cái chế độ liều cao hơn chế độ liều mà thường khuyến cáo là 4 mg trên kg cân nặng có thể như chúng ta phải cân nhắc đến chế độ liều 7 mg hoặc là 10 mg trên kg cân nặng cho những cái trường hợp mà chúng đang nghi ngờ là khả năng cái thuốc kháng nấm kém đáp ứng với cả những cái thuốc này. Đấy cái chế độ liều thứ hai mà chúng ta có thể là cái cân nhắc những thuốc này là rất là là nó rất là cập nhật đó là chế độ giãn cách giãn cách thì trong thông thường người ta hay sử dụng cho những bệnh nhân có ghép tế bào gốc tủy xương những bệnh nhân nhi mà ghép tế bào gốc tủy xương thì người ta có thể sử dụng cái chế độ liều mà giãn cách thì người ta dùng hai lần một tuần cái chế độ liều này cũng đã được khuyên cáo trước đó để dự phòng kháng nấm với cả fluconazole để chúng ta dùng cái chế độ liều dùng hai lần một tuần thì bây giờ người ta cũng đã áp dụng với cả về ờ, cái, cái chế độ liều uh, với cả những cái thuốc kháng nấm như là capofungin hoặc là micafungin và trong trường hợp này thì người ta có thể khuyến cáo một cái chế độ liều là 8 mg trên kg cân nặng và dùng hai lần một tuần Đấy thì có thể cái nghiên cứu nó đang nằm ở cái thử nghiệm lâm sàng pha hai đã công bố và nó tương tự tương đương với cả cái chế độ liều chúng ta dùng hàng ngày ở cho bệnh nhân nhi Đấy, như vậy là này, cái hiện nay các cái nghiên cứu hai ví dụ vừa rồi tôi làm để thấy minh họa là các cái bệnh nhân và chúng ta dùng thuốc kháng nấm thì chế độ liều nó sẽ rất thay đổi và trong thời gian tới thì tôi nghĩ là các tài liệu sẽ thay đổi dựa trên những cái kết quả những nghiên cứu cập nhật này à, bây giờ mà cho liều thuốc kháng nấm thì tôi xin lưu ý một số trường hợp đặc biệt nữa trường hợp đầu tiên là phải đặc biệt để ý đến bệnh nhân giảm albumin máu albumin máu nếu dưới 25 g trên lít thì chúng ta nhớ là rất nhiều thuốc kháng nấm chúng ta dùng Đặc biệt là Itaconazole, Capofungin, Micafungin, tất cả những cái thuốc đấy nó đều liên kết với albumin tỷ lệ là trên 80 hoặc là thậm chí trên 90%. Nếu nó liên kết nhiều với albumin như thế thì khi mà albumin nó giảm thì cái nồng độ tự do nó sẽ tăng lên và thể tích phân bố nó sẽ tăng lên. Thể tích phân bố tăng lên thì người ta, ở đây tôi không có kinh nghiệm với bệnh nhân nhi. Nhưng mà người ta nói là nếu điều trị cho bệnh nhân người lớn thì chúng ta khả năng bị thiếu liều. Đấy nên là thực sự là trước người ta chưa có cái khuyến cáo nào để gọi là để gọi là một cách chính thống chính thức là bệnh nhân ăn giảm albumin máu thì cho liều bao nhiêu cho nó đủ cả nhưng khi ta đo nồng độ thuốc trong máu ở những bệnh nhân mà có giảm albumin dưới 25 thì nó thấp hơn rất nhiều dùng cùng cái liều đấy dùng cùng một liều thì những bệnh nhân đó nồng độ nó thấp hơn rất nhiều so với những bệnh nhân albumin trên 25 cái này nó gợi ý cho mình là gì gợi ý cho mình là chúng ta phải hết sức cẩn thận ở những bệnh nhân mà có giảm albumin đối tượng thứ hai là bệnh nhân suy gan bệnh nhân suy gan thì thực sự rất khó cho kháng nấm và cái thuốc mà cho không phải nghĩ đến chỉnh liều tôi nghĩ là amphotericin B amphotericin B thì nó không thải trừ qua gan nó không thải trừ qua thận nên là cái chuyện gan thận nó, nó suy gan suy thận nó không bị ảnh hưởng nhưng thuốc bị ảnh hưởng có lẽ nặng nề nhất là voriconazole nếu chúng ta dùng để điều trị aspergillus và người ta khuyên là nếu mà suy gan ở mức độ chai pắc từ B trở xuống ở mức độ AB thì chúng ta ít nhất phải giảm 50% liều còn chai pắc C thì như vậy là chúng ta không có chỉ định Voluconazole. người ta nói là tìm nói chung là tìm thuốc khác để xử lý. Cắtpofungin thì nếu mà chai Park A thì chúng ta không cần phải giảm liều, nhưng đối với chai, chai Park B thì cái liều duy trì của chúng ta là đang từ 50 mg trên mét vuông da, có thể phải cân nhắc giảm xuống 35 mg trên mét vuông da cho liều duy trì. Liều 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 mà, uh, nạp thì chúng ta vẫn giữ nguyên, liều nạp thì không thể thay đổi không được thay đổi nhưng mà liều duy trì có thể cân nhắc giảm và cái, cái đối tượng mà lưu ý cuối cùng đó là bệnh nhân lọc máu bệnh nhân lọc máu thì chúng ta biết là amphotericin b thì không phải chỉnh liều thuốc mà phải chỉnh liều lớn nhất đó là Fugonazone. đấy bởi vì fluconazole nó bị thải rất nhiều qua lọc và thông thường thì người ta sẽ nói là chúng ta nếu mà chúng ta cho thì chúng ta phải thường phải bù bồi thêm một cái liều thông thường bằng liều một liều một lần sau mỗi phiên lọc nếu mà chúng ta làm lọc máu ngắt quãng còn nếu mà liều duy trì thì người ta nếu bạn là máu nếu mà lọc máu liên tục thì chúng ta có thể phải cân nhắc là chúng ta đưa lên mức liều cao nhất hiện nay chúng ta đang có. Các coformin thì echinocandin thì tại để hiện tại hiện tại thì không có khuyến cáo cho lọc máu vì phân tử lượng của nó rất là lớn. Tuy nhiên tôi lưu ý không biết ở đây mình có trường phái mốt là lọc máu hấp phụ hay không. Nếu lọc máu hấp phụ thì các phân tử này nó cũng bị giữ lại ở trên cái màng lọc hấp phụ rất là nhiều và chúng tôi đang chờ đợi các cái nghiên cứu tiếp theo để xem là nước kháng nấm nhóm này thì liệu có phải chỉnh liều cho những cái bệnh nhân mà chúng ta dùng các cái quả lọc hấp phụ hay không như vậy là để tôi xin kết thúc cái phần này là bằng những cái chỉnh liều cho những cái bệnh nhân mà cả, cả đặc biệt kết thúc bài thì tôi sẽ nói cái phần liên quan đến quản lý thuốc kháng nấm phần này thì nó không phải là hành chính đâu tôi nghĩ nó là phần chuyên môn bởi vì thuốc kháng nấm mọi người biết là thuốc mà nó đã kháng sinh mà khó dùng một thì kháng nấm chắc nó phải gấp 3 bốn lần vì vậy thì chúng ta cũng vẫn muốn là bệnh nhi mà đã được kê đơn kháng nấm chúng ta cũng cố gắng là kê lên nó chuẩn chỉ nhất chúng ta cố gắng là cho đúng thuốc kháng nấm cho đúng người bệnh, lại xứng đáng chỉ định là chúng ta sẽ chỉ định. Nhưng mà phải chọn đúng, đã chỉ định rồi thì cố gắng chọn đúng thuốc kháng nấm, dùng đúng liều dùng, lại đúng thời điểm, đừng sớm quá nhưng đừng muộn quá. nợ nhiễm nấm mà chúng ta cho muộn thì thực sự tiên lượng rất xấu. Cho đúng đường dùng và cuối cùng là gây tác dụng phụ ít nhất, đó lại lập tính ít nhất trên người bệnh. Vì vậy thì chương trình quản lý thuốc kháng nấm thì người ta tập trung vào mấy yếu tố sau đây yếu tố thứ nhất là tôi nghĩ các bệnh viện phải xây ra một cái pháp đồ điều trị kháng nấm. Tôi thì, thì tôi chuyên chia sẻ tôi không có kinh nghiệm với bệnh nhân nhi. Thì thực sự là các chuyên khoa chuyên khoa của mình nên xây một cái pháp đồ, một cái protocol cả dự phòng và điều trị cho kháng nấm nó quan trọng có lẽ quan trọng như kháng sinh, thậm chí còn hơn. Thứ hai là các dược sĩ khi đi buồng, khi đi hội trần tập trung vào để chúng ta hội trần tư vấn là trao đổi với cả vi sinh, trao đổi với truyền nhiễm và trao đổi với các bác sĩ ở các chuyên khoa khác nhau để chúng ta làm nào chọn kê được cái thuốc kháng nấm tốt nhất cho người bệnh. Đấy là hoạt động thứ hai. Hoạt động thứ ba là chúng ta cố gắng là xem cái phần tương tác thuốc. Cái phần này thì dược sẽ hỗ trợ cho các anh các chị để tránh những cái tương tác thuốc quan trọng. Và hoạt động thứ tư đó là chúng ta theo dõi chúng ta nếu chuyển từ tiêm sang uống được cái thuốc kháng nấm thì điều trị rất là dài nếu chuyển được tiêm sang uống được thì chúng ta sẽ có cái kế hoạch chuyển đổi phù hợp để chúng tôi nghĩ dược sĩ cũng sẽ giúp được cái phần đó và cuối cùng phần này thuộc về vi sinh là giám sát thường xuyên cái uh, dịch tễ của nhiễm nấm và độ nhạy cảm của vi nấm để chúng ta từ đó chúng ta có cái cách chúng ta lựa chọn tôi nghĩ là một đây là một số công việc chúng ta làm được lượt đầu tiên đó là chúng ta xem cái việc sử dụng thuốc kháng nấm ở bệnh viện của mình ở mức độ nó cao cao hay không tôi không biết viện nhi trung ương có tổng kết chưa đây là bạch mai con số nó cứ tăng dần theo năm đấy và kháng nấm bây giờ đủ hết tất cả các loại ngày xưa chỉ dùng cho candida bây giờ bắt đầu lệch sang cả dùng cả cho voriconazol cho Aspergillus. như vậy chúng ta thấy là tình hình dịch tễ thay đổi thì thuốc sẽ thay đổi theo các khoa lâm sàng sử dụng nhiều kháng nấm chúng ta cũng phải tổng kết được Đấy, là chúng ta là, tập trung vào cái phần nào Đấy, hiện nay thì hồi sức dùng rất nhiều hô hấp rất nhiều đúng không ạ truyền nhiễm rất nhiều huyết học nữa nhưng hình như nhi nó không giống người lớn đây là tổng kết năm 2022 ở 13 bệnh viện chuyên khoa nhi Hoa Kỳ hình như người nhi dùng dự phòng nhiều hơn là điều trị đấy, cái này là tôi thực sự dự phòng tôi lại càng không có kinh nghiệm nhiều như lại điều trị thì chúng ta luôn luôn phải để ý đấy là tỷ trọng của cái dự phòng dùng kháng nấm dưới mục đích với mục đích hoặc là dự phòng hoặc với điều trị kinh nghiệm hoặc là điều trị đích thì chúng ta nhìn thấy nó rất khác nhau giữa các chuyên khoa lâm sàng khác nhau ở trong nhi khoa Đấy, như vậy là chúng ta cũng phải đánh giá lại cẩn thận xem chúng ta đang nằm ở đâu và nếu là dự phòng quan trọng thì chúng tôi cũng đề nghị các dược sĩ là chúng ta tập trung vào phần dự phòng để chúng ta ra soát xem cái phần dự phòng các phát đồ kháng nấm các bác sĩ dùng như thế nào tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân để đưa vào dự phòng phát đồ để đưa vào dự phòng vân 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 để chúng ta đối chiếu xem chúng ta có những cái vấn đề gì chúng ta cần trao đổi về dược hay không tất cả các thuốc kháng nấm tại thời điểm hiện tại đặc biệt thuốc kháng nấm mà quan trọng Đấy, ví dụ dẫn chất echinocandin, ví dụ voriconazol, ví dụ amphotericin b lipid thì đều được Bộ Y tế quy định là phải thuốc phải duyệt đơn. Nên là các bác sĩ cũng thông cảm là tại sao mà nếu mà dược bảo là yêu cầu là phải điền vào cái phiếu để duyệt đúng không ạ? Duyệt đấy cũng phải là thứ nhất là đầu tiên là mình lấy là cái bảo hành lang bảo vệ mình đã. Bởi vì sau này mà bảo hiểm người ta sờ vào mình không có phiếu duyệt đấy rất là lằng nhằng. đấy Thứ hai về mặt chuyên môn đấy, các dược sĩ sẽ ngồi giả giúp các bác sĩ giả soát lại. Đấy, cái mẫu phiếu nó cũng đơn giản thôi mọi người tích tích vào chúng ta cùng nhau giả soát lại bệnh nhân bệnh nhi đủ điều kiện để kê thuốc chống nấm hay chưa bệnh nhi chọn thuốc chống nấm thế nào liều dùng ra sao có tương tác gì không các thực sự có ý kiến vào đấy luôn người ta giúp cho mình những cái đoạn đó, đó. rồi và uh, cuối cùng đấy, chú ý đặc biệt để mọi người để ý đến nhiễm là điều trị kinh nghiệm điều trị đích chúng ta không phải bàn những điều trị kinh nghiệm hiện nay là cãi nhau rất là nhiều bệnh nhi bệnh nhân người lớn và bệnh nhân nhi có đủ điều kiện để điều trị kinh nghiệm hay không chúng ta phải phân tích đánh giá rất cẩn thận dựa trên nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn để từ đó chúng ta có chỉ định thuốc kháng nấm cho phù hợp đó. và vấn đề cuối cùng tôi nghĩ là vấn đề này cho tương lai vấn đề cho tương lai đó là gì là liều câu hỏi của tôi luôn luôn là luôn luôn là trong đầu là không có một cái công thức nào phù hợp cho tất cả các bệnh nhi không có thuốc nào mà dùng liều tất cả cố định cho tất cả mọi người Đấy. Thế nên là cái công thức mà mình làm ở trong sách là mình tôn trọng. Nhưng thực sự cho mọi người nhìn thấy ở đây, nồng độ fuconazone đơn giản, nồng độ nó chả bao giờ tỷ, lệ với cả liều chúng ta sử dụng cả. Và khi nồng độ mà không tỷ lệ với liều thì thực sự là chúng ta không thể, nếu không đo được nồng độ thuốc trong máu, chúng ta không thể cám thể quá điều trị được. Vì thế trong tương lai thì người ta gợi ý cho mình như thế này. Điều trị bằng voriconazone, tôi không biết ở trên nhà mình đã có dùng nhiều, nhiều hay chưa, thì bắt buộc phải đo nồng độ thuốc trong máu. Cái đấy để bắt buộc rồi nhưng chúng ta chưa có điều kiện để đo ở trên thế giới người ta triển khai thường quy và đây là khuyến cáo trên thế giới khuyến cáo là, là voriconazone thì chỉnh liều đối với các thuốc azone trong nấm đặc biệt là itaconazone voriconazone thì bắt buộc phải đo nồng độ pozoconazone cũng thế tại sao phải đo nồng độ bởi vì biến thiên giữa các cá thể là rất khác nhau hiệu quả và độ an toàn chúng ta không dự đoán được tương tác thuốc nếu chúng ta nhiều khi không tránh được Đấy, nhiều khi nó ảnh hưởng thuốc kháng nấm như nào chúng ta không biết được nếu không đo nồng độ chúng ta không biết chỉnh liều ra sao cả và bệnh nhi nếu bệnh nhi thừa cân chúng ta cũng không biết cho liều như thế nào cho nó đủ cả đấy đấy là những đối tượng rất cần phải chỉnh liều trên thế giới người ta cũng đã có photocon để người ta chỉnh liều rồi người ta mình đo được nồng độ thuốc trong máu các dược sĩ sẽ dựa vào cái nồng độ đó để từ đó tư vấn để ví dụ đây là photoconazole thì để từ đó tư vấn cho bác sĩ là chúng ta tăng liều hay là chúng ta giảm liều à, thì lúc đấy chúng ta chỉnh nó mới ổn được và điểm cuối cùng trong cái chương trình quản lý kháng nấm này là tôi muốn trao đổi lại với cả các bác sĩ là khi thất bại với điều trị kháng nấm. Khi thất bại với điều trị kháng nấm thông thường được đánh giá từ sau đến khoảng 5 đến 7 ngày điều trị. Và nếu chúng ta có thất bại điều trị, chúng ta không đạt được cái hiệu quả lâm sàng hoặc là hiệu quả vi sinh như mong muốn thì chúng ta nhìn lại phần phải phân tích bổ sẻ rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân có thể liên quan người bệnh. Đấy, chúng ta có liệu chúng ta người bệnh đã dùng cái thuốc kháng nấm trước đó hay chưa? và tôi thấy sợ nhất là các bác sĩ dự phòng bằng echinocandin tức là điều trị kinh nghiệm và cái ca mà tôi kể ở bạch mai là dùng echinocandin để dự để không phải là dự phòng đâu mà là để điều trị kinh nghiệm nhưng sau đó lúc mà cấy ra vi nấm thì đúng là nó kháng hết tất cả các dẫn chất echinocandin chỉ sau độ khoảng một tuần thôi Đấy, như vậy là điều đó là chúng ta phải xem lại xem là cái thất bại điều trị này có phải là do do bệnh nhi đã được sử dụng khả, các thuốc kháng nấm trước đó hay không nếu khả, bệnh nhi đã dùng fluconazole trước đó thì khả năng kháng fluconazole rất cao nếu bệnh nhi đã được dùng echinocandin trước đó mà lâm sàng không cải thiện thì khả năng kháng echinocandin rất cao. Để như vậy chúng ta đầu tiên phải đánh giá lại xem thất bại lâm sàng để có phải do thuốc mình sử dụng hay không. Thứ hai là thất bại lâm sàng có phải do một cái ổ di nợ, bệnh di bệnh bệ nào đó nấm đến đó mà kháng nấm của chúng ta khả năng nó thấm đến đấy rất là kém hay không? Hay là một cái ổ chúng ta không xử lý được hay không? Thứ ba là miễn dịch của bệnh nhân có bệnh nhi có có ổn hay không hay chúng ta đang vẫn đang phải dùng các pháp đồ ức chế miễn dịch mạnh tay và nếu chúng ta vẫn dùng các pháp đồ ức chế miễn dịch mạnh tay thì đáp ứng sẽ kém hơn rất nhiều và thứ tư liệu thất bại lâm sàng có liên quan đến giảm ăn có liên quan đến tương tác thuốc liên quan đến bệnh nhi thừa cân mấy không vân 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 tất cả đấy phải rơi ra mổ sẻ điểm thứ hai nhìn vào đó là cho đủ liều thuốc kháng nấm hay chưa đấy là cái điều câu hỏi thứ hai phải giả soát lại đấy, cho đủ liều thuốc kháng nấm hay chưa và điểm cuối cùng và hội trần với vi sinh xem là cái con vi nấm đấy là liệu nó có còn nhạy cảm với thuốc kháng nấm mình đã sử dụng hay không nên mọi người đừng ngại cấy lại nhận cấy lại rất quan trọng cấy lại con vi nấm chúng tôi đã nhìn thấy là gì đã quan sát là trong quá trình điều trị hình như nó cũng có biến đổi ban đầu nó có nhạy cảm và về sau lại trở thành đề kháng với cả cái thuốc cái kháng nấm mà mình sử dụng như vậy luôn luôn cấy lại hội trần với vi sinh để chúng ta xem xét rằng là thất bại lâm sàng có phải là do những nguyên nhân đấy gây ra hay không thế như vậy tôi xin phép là kết thúc cái vấn đề rất là khó ở đây tôi cố gắng tối đa gọi là trong bằng khả năng của mình những cái gì mình hiểu biết được để chia sẻ với mọi người để kích thuốc tôi nghĩ là nó khó như thế thì chắc là chúng ta phải làm việc nhóm làm việc nhóm thì tôi nghĩ là có ba cái đối tượng rất là quan trọng thứ nhất là bác sĩ điều trị bác sĩ điều trị là người mà trực tiếp tóm lại nắm bệnh nhân tốt nhất để đưa ra một cái chẩn đoán để ra đưa ra một cái phác đồ phù hợp nhưng bác sĩ điều trị thì sẽ rất cần sự hỗ trợ của một là vi sinh để vi sinh giúp cho những cái phần mà liên quan đến phân lập, liên quan đến kháng nấm đồ, liên quan đến vân vân mấy thứ đấy để, để trả lời. Và cuối cùng thì cần thêm cái hỗ trợ của dược nữa, hỗ trợ của dược giúp cho những cái phần liên quan đến dược mà hôm nay tôi đã trao đổi để cho bác sĩ điều trị có thể có được một phác đồ kháng nấm nó tốt hơn. Tôi xin phép là dừng phần trình bày của mình ở đây. Cảm ơn các anh chị. Vâng, xin cảm ơn bài trình bày của phó sư Hoàng Anh gần một tiếng đồng hồ đã cung cấp cho chúng ta một cái bài rất là tổng quan về các cái thuốc chống nấm đi từ các cái vấn đề uh, sử dụng thuốc về các vấn đề dược động học dược lực học của thuốc như thế nào uh, cũng như các cái vấn đề tương tác thuốc và các chương trình uh, quản lý sử dụng thuốc kháng nấm thế thì uh, tiếp theo đây thì chúng tôi đến cái phần uh, thảo luận thế bà đây thì trước khi cái phần thảo luận tôi có uh, À, trên hội trường thì nhưng tôi đã thông báo từ đầu cũng có gần 400 các cái đầu cầu uh, của các quý vị uh, đại biểu tham dự online thì nếu các thầy các cô và các anh các chị ai ở hội trường có những câu hỏi trực tiếp hoặc là nếu như ai tham gia online thì có thể hỏi câu hỏi qua cái cửa sổ Q&A ở trên uh, phần mềm à, thì có một số những cái câu hỏi À, ở đây thì tôi muốn đọc cái câu hỏi lên à, mà, à, Trong tham gia trong cái buổi của chúng tôi thì cũng có cả các chuyên gia về vi sinh, về dược lâm sàng của bệnh viện Nhi Trung ương cũng như là các chuyên gia lâm sàng à, của các chuyên gia khác nữa Thì có một câu hỏi của một đồng nghiệp à, là có một bệnh nhân 3 tháng tuổi, 5 cân à, Bệnh nhân này thì có tiền sử phẫu thuật van niệu đạo sau lúc 1,5 tháng tuổi đã điều trị một đợt nhiễm khuẩn đường tiết niệu do vi khuẩn, một đợt nhiễm khuẩn tiết niệu cao do nấm candida và không rõ thuốc. À, lần này thì cấy nước tiểu nấm candida dương tính và có nhạy Fluconazone. Bệnh nhân đã uống fluconazole liều 7 mg một cân nặng một ngày được 7 ngày nhưng tình trạng nước tiểu và cấy lại nước tiểu thì vẫn không thay đổi. Hiện tại trẻ không sốt, ăn uống được. À, các cái xét nghiệm viêm thì không tăng. Vậy thì cái hướng điều trị tiếp theo như thế nào? À, chúng tôi xin mời uh, tiến sĩ Nguyễn Thu Hương. ạ à, Trường hợp này là Tiến sĩ Hương là trưởng khoa thận tiết niệu của Bệnh viện Nhi Trung ương và chị có tham đang tham gia ở trên các đầu cầu online và xin mời trưởng kỹ thuật à, có thể mở mic cho các uh, okay. đầu cầu vâng xin mời tiến sĩ Hương ạ. À. Vâng ạ kính thưa các. Um quý vị đồng nghiệp ạ, à, tôi cũng trước tiên thì tôi muốn hỏi lại câu hỏi à, tôi muốn trước khi trả lời câu hỏi ạ à, thì tôi muốn hỏi bạn là bạn có thể cho biết tình trạng lâm sàng của bệnh nhân trước khi bệnh nhân bắt đầu điều trị kháng đấm ạ à, của đợt này ạ. À? Vâng, tôi cũng có nhắn tin lên để tôi hỏi đồng nghiệp là bệnh nhân có sốt hay không nhưng mà không thấy bạn ấy trả lời mà bác sĩ thắm lê không biết là có còn ở đầu cầu không. À hiện tại thì không vâng có ạ. nếu mà không có thì tôi cứ xin trả lời thế này tôi xin được trả lời ạ nếu mà trong tình trạng bệnh nhân trước khi điều trị mà có sốt và có các biểu hiện lâm sàng của tình trạng nhiễm trùng mà bây giờ bệnh nhân sau một tháng một tuần điều trị bệnh nhân hết sốt tất cả các chỉ số tốt chỉ có mỗi bạch cầu niệu thì tôi khuyến cáo là bệnh nhân sẽ tiếp tục được sử dụng và cân nhắc là có thể uh, giảm bớt kháng sinh vì thông thường những trường hợp này theo kinh nghiệm của chúng tôi chắc chắn là các bạn đang dùng thêm một loại kháng sinh nào đó uh, thì thì có thể hạ bậc hoặc cắt kháng sinh nếu như không có biểu hiện về nhiễm trùng do vi khuẩn rõ uh, tuy nhiên do bệnh nhân này có tiền sử là van niệu đạo sau cho nên một trong những cái mà để giúp chúng ta điều trị uh, nhiễm khuẩn uh, nói chung cũng như là nhiễm nấm đấy là chúng ta phải tránh hiện tượng ứ động nước tiểu thế thì trường hợp này các bạn đã có cái biện pháp gì phối hợp để tránh hiện tượng ứ động nước tiểu chưa ví dụ như bạn đã có dẫn lưu đặt sông uh, dẫn lưu nước tiểu thế và tốt nhất thì các bạn có thể cho tôi xem cái uh, tình trạng siêu âm và uh, cái chụp bằng quang thì chúng tôi mới có thể giúp đỡ được và... và bác sĩ Thắm đang đang on và sẽ sẽ trao đổi trực tiếp thêm cái bác sĩ Thắm có thể cung cấp thêm thông tin một số những thông tin như tiến sĩ hương vừa hỏi được không ạ dạ em alo ạ à, em chào tất cả các thầy cô ạ à, và các đồng nghiệp ạ à. alo ạ bác sĩ thăm nói đi ạ à. vâng ạ à, em thưa các thầy cô là bệnh nhân vào viện trong tình trạng là tiểu đục ngoài ra thì không sốt vẫn ăn bú bình thường ạ à. thế hiện tại bây giờ thì nước tiểu đã trong chưa hả em dạ, nước tiểu thì hết đục nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cặn trắng cô ạ à cái thứ hai là bọn em có dẫn lưu nước tiểu không hay là bọn em cứ để cho bệnh nhân đi tiểu bình thường bệnh nhân đi tiểu bình thường ạ à? đấy thế thì bây giờ em phải siêu âm ít nhất là trong em có thể làm được đó là em phải siêu dâm âm để xem cái thể tích nước tiểu tồn dư ở trong bằng quang của bệnh nhân như thế nào để có cần phải phối hợp dẫn lưu nước tiểu ra không chứ còn nếu không mà em không giải quyết được cái thêm để cái thể tích nước tiểu tồn dư lớn thì nó sẽ cái điều trị của em sẽ khó khăn hơn còn theo tôi về kinh về lâm sàng thì tôi thấy như vậy là có đáp ứng bạn sẽ cứ tiếp tục điều trị Fluconazole và có dùng kháng sinh tiêm hay gì nữa không dạ có cô ạ bệnh nhân đang dùng kháng sinh uh, meronem cô ạ đấy thì nếu mà các chỉ số nhiễm trùng ấy thì bạn có thể cân nhắc giảm bậc hạ bậc xuống vâng ạ dạ, à? tôi vì... xin cảm ơn uh, tiến sĩ hương và cảm, à. cảm ơn bác thắm ạ trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là uh, chắc bác sĩ thắm có thể liên hệ trực tiếp với bác sĩ uh, thu hương để để trao đổi và chia sẻ và cũng xin uh, tiến sĩ Hương có thể trao đổi thêm uh, trực tiếp về có lẽ cấp thêm các thông tin dữ liệu lâm sàng cũng như là các xét nghiệm cận lâm sàng. Vâng xin cảm ơn uh, tiến sĩ Hương và bác sĩ Thắng ạ. À tiến sĩ uh, bác sĩ Thắng ạ. À, có một câu hỏi của uh, dược sĩ Tố Giang ở bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai có hai câu hỏi cho chắc cho thầy cho thầy Hoàng Anh ạ. Trường hợp bệnh nhân đã sử dụng amphotericin B khi sử dụng liều test ở uh, lần truyền đầu tiên là 1 mg thì liều test này có được tính vào tổng liều thuốc trong ngày hay không? Điều này quan trọng với bệnh nhân hồi sức sơ sinh có cân nặng thấp. À, câu hỏi thứ hai à, cũng của anh Giang là trường hợp bệnh nhân nằm ở hồi sức sơ sinh theo kết quả cấy kế nấm cho ra Candida vi căng và kháng với fluconazole, nhạy trung bình với caspofungin, nhạy với voriconazole nhưng không có liều dùng à uh, voriconazole ở trẻ sơ sinh vậy có cách nào tối ưu việc sử dụng caspofungin không ạ? Xin mời uh, dược sĩ Hoàng Anh ạ. À. Ờ, cái trả lời câu hỏi thứ nhất thì là cái liều test ấy thì là mình thực ra là mình có thể em có thể dùng cái ngày đầu tiên nó liều cao hơn so với cả liều mọi khi cũng được đấy bởi vì cái độc tính của thuốc nó không phụ thuộc độc tính nếu của amphotericin b nó cũng là, là, là phụ thuộc vào liều tích lũy chứ nó không phụ thuộc vào những cái liều ban đầu đấy nên là chính vì thế nên là liều thứ hai em vẫn sử dụng là cái liều mà mà là, là là liều điều trị để, để chúng ta không không phải ngại là đã dùng một cái liều test rồi thì chúng ta giảm đi để, để dùng một cái mức liều tiếp theo đấy, đấy, là câu hỏi đầu tiên câu hỏi thứ hai thì là nhiễm cấy là cấy ở đâu ạ Cấy, kết quả cấy nấm không biết là cấy máu hay là cấy ở đâu không thấy có thông tin và uh, nó còn nhạy gì ạ anh uh... Uh, còn nhạy bệnh nhân này thì kháng với fluconazole nhạy trung bình với caspofungin nhạy với voriconazole nhưng mà không có voriconazole thì cái mức độ nhạy trung bình với các copafin thì chúng ta tối ưu hóa liều như thế nào Bệnh nhi này là bao nhiêu? Bệnh nhân nằm ở hồi sức sơ sinh và hồi sức sơ, sơ, sơ sinh. sinh. Thực ra thế này, nhạy với cả trung bình với cả uh, copafin thì thực ra chúng ta vẫn có thể sử dụng các copafin được. Đấy, và chúng ta phải chú ý cái chế độ liều của nó mình đảm bảo là 70 mg uh, trên trên ở đây là bệnh nhi sơ sinh Bệnh nhân sơ sinh ạ. Vâng. Và... Thì như vậy là liều hiện nay mình đang để tới mức là liều là khoảng uh, 35mg trên mét vuông da đấy, một ngày. Thì nếu cái liều đấy mà mình vẫn, tôi nghĩ là vẫn có thể cho được và mình vừa theo dõi đáp ứng của bệnh nhân đi. Uh, thì, thì thì nếu nó ổn thì chúng ta có thể duy trì các mục thông tin được. Cái còn lại thì tôi không thích đổi sang Voliconazone lắm. Bởi vì thực sự cho sẻ dưới 3 tháng là rất khó, gần như chưa có cái, kết quả cấy máu thầy thầy Hoàng Anh ạ, bạn ấy nói thêm là cấy máu và kháng cả với amphotericin cấy máu kháng cả amphotericin và không có cái voriconazole. thì cấy máu thực ra thì nếu cấy máu mà là da Candida thì echinocandin vẫn là lựa chọn đầu tay. Đấy, trong trường hợp đó thì các bạn có thể dùng duy trì các và với nếu không còn cái gì khác các thì dùng các với chế độ liều khuyến cáo và đánh giá kỹ về mặt lâm sàng và về và 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 lại về mặt vi sinh mình lại cấy máu lại sau mấy ngày đấy để xem nó có âm tính được hay không đấy và nếu tôi thì tôi nghĩ là cái biện pháp để cái cái cái, cái cách đấy là cái cách tốt nhất tại thời điểm hiện tại mình có thể làm được chứ mình đừng quay, loay hoay mình đổi sang vôi bởi vì cấy máu và ra à, dương tính ấy thì người ta không có chỉ định azol nhiều đâu và echinocandin luôn là lựa chọn đầu tay đặc biệt khi nếu bệnh nhi mà lại có sốc nhiễm trùng hoặc nhiễm trùng nặng đi kèm theo thì không cái gì thay thế được echinocandin cả còn lại uh, cái, um, cái, cái cái bạn có thể xem thêm cái micafungin. Đấy, nếu mà giả sử mà um, nó xem kháng nấm đồ còn nhạy với micafungin hay không. Có một số trường hợp chúng tôi thấy là nó đậy cảm trung gian với các nhưng còn nhạy với micafungin và anidulafungin là những thuốc kháng nấm mới hơn thì micafungin có liều cho trẻ con dưới 3 tháng. Đấy thì như vậy chúng ta cũng có thể cân nhắc được nếu 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 ở bệnh viện có thuốc đọc cái thuốc đấy thì chắc là cũng hơi khó kiếm Còn nếu không có cái gì khác ngoài các cái viên thì tôi nghĩ là vẫn giữ các cái viên là lựa chọn best nhất cho bệnh nhân. Vâng, à, xin cảm ơn à, phó sư Hoàng Anh ạ. À. Vâng, à, tôi có một câu hỏi cho phó sư Hoàng Anh ạ à, à, và liên quan đến cái việc mà độc tính trên thận của bệnh nhân mà sử dụng cái amphotericin B à, vì chúng ta có cái phức hợp lipid thì nó rất là tốt rồi. Thế nhưng mà nó cũng không phải lúc nào cũng có và rất là mắc tiền và trên thực tế thì có rất nhiều bệnh nhân và sử dụng amphotericin B thế sau đó thì à, trong quá trình sử dụng thì chức năng thận giảm và có thể là do thuốc. Thế vậy trong trường hợp này thì những cái lựa chọn ở đây thì có thể là có nên giảm liều và tính theo cái mức lọc cầu thận hay là nên thay với cái phức hợp uh, cái phức hợp lipid hay là thay với cái nhóm thuốc khác à? vì ở trên thực tế thì nó À, trên trường hợp là chúng tôi đã thấy có các trường hợp mà sau khi giảm à, thay với cái phức hợp repeat thì cái có vẻ như là cũng không có cái đáp ứng tốt về về lâm sàng cũng như là cái tổn thương thận nhiễm, nhm, 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 nhm. Và nhân nhiễm nấm uh, candida hoặc là Vào. kể cả hoặc là nhiễm nấm do đôi khi là những cái điều trị theo kinh nghiệm ấy. ở, đây đúng là cái độc tính chân thận là cái mình ngại nhất khi dùng ampho dạng đề xúc chocolate tức là dạng quy ước và cái việc mà chúng ta thay tức tất cả cái 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 đổi mà sang cái, cái cái trường hợp mà gặp độc tính chân thận khi dùng những cái thuốc đó ấy, thì chúng ta không giảm liều được bởi vì là liều không phụ thuộc vào chức năng thận của bệnh nhi cái thuốc này nó không thải qua thận nhiều Đấy, chính vì thế nên là thải qua thận mở dạng còn hoạt tính. Đấy, chính vì thế nên là thì mình không 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 giảm liều được và thuốc này thì lại hiệu quả của nó phụ thuộc vào liều thế nên là chính vì thế nên là em nghĩ là nếu mà cái chức năng thận của bệnh nhân nhi bệnh nhi mà không xấu một cách quá mức thì nếu là em em vẫn cố gắng em duy trì cái 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 cái, 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 cái um, 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 cho bệnh nhân thế nếu mà giả sử mà nó gọi là nó chức năng thận xấu đi rất nhanh và mình nghĩ nhiều đến cái, cái, cái liên quan đến thuốc thì lúc ấy có thể cân nhắc đổi sang Ampholip. Ampholip thì thực ra hiệu quả người ta thấy chứng minh là nó ngang với cả Amphotericin B dạng, dạng quý ước. Hiệu quả hai thuốc ngang nhau chả có gì hơn nhau cả. Đấy, chỉ có cái là độc tính nó khác nhau thôi. Thế còn nếu mà những trường hợp như anh Phúc nói mà ví dụ lâm sàng nó không cải thiện thì em nghĩ chắc là nó có do cả yếu tố khác nữa chứ nó cũng không phải là một mình cái thuốc kháng nấm này. Vâng, xin cảm ơn uh, thầy Hoàng Anh ạ. À, có một câu hỏi của bác sĩ Nhi, à, không biết có phải bác sĩ Nhi ở trung tâm ung thư của Bệnh viện Nhi Trung ương không? Có một bệnh nhân 34 tháng tuổi à, vào viện ngày 26 tháng 9. Bệnh nhân thì có tiền sử nhiễm nấm Aspergillus phát hiện từ tháng 6 năm 2022, đã điều trị kháng nấm. Xét nghiệm gần đây nhất là ngày 11 tháng 8 năm 2023, thì IgM của Aspergillus là 72, IgG là âm tính. À, Apes, uh, Aspergillus uh, galactomanan là 0,67, đã ngừng thuốc kháng nấm từ 14 tháng 9. Chẩn đoán vào viện là viêm phổi do nấm Aspergillus đã được điều trị sau 8 ngày thì lâm sàng và cải thiện nhưng đã được điều trị bằng Septiazone và clarithromycin à, và à, chẩn đoán là viêm phổi và nhiễm nấm Aspergillus thì đã được điều trị bằng kháng sinh thông thường là Septiazone và clarithromycin sau 8 ngày điều trị thì lâm sàng thì bệnh nhân cải thiện nhưng kết quả x-quang phổi thì xấu hơn và bác sĩ nhi hỏi là bệnh nhân này thì có chỉ định dùng thuốc kháng nấm hay không? Vâng, xin mời Phó Sư Hoàng Anh. Vâng, về mặt uh, dược cái mình đánh giá thì như vậy là, là nó đối chiếu cho tiêu chuẩn thì ở đây nó sẽ ở mức độ có thể. Đấy, ở nhiễm nấm ở, 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 ở mức độ có thể thậm chí là mức độ có khả năng Đấy, nếu mà dựa trên các cái kết quả xét nghiệm nữa thì là mức độ có khả năng thì trong trường hợp đó nếu mà ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể cho 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 cái thuốc kháng nấm cho kinh nghiệm được tuy nhiên là chúng tôi hơi ngại một chút là mình dùng cái clarithromycin nó có cái tương tác với cả thuốc kháng nấm nên là mà với voriconazone thì độc tính mình cũng không đo được nồng độ nên là mình không biết điều chỉnh liều nó như thế nào cả. Nên là nếu trong nếu nếu bạn muốn thêm voriconazone vào thì trong trường hợp đấy có lẽ bạn nên đổi cái 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 clarithromycin bằng azithromycin thì nó sẽ tránh được những tương tác mà mình và nó tránh làm thay đổi cái nồng độ của voriconazone trong máu thì nó mình dễ mình dễ dùng hơn. Trường hợp này thì em cũng ủng hộ là, 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 có thể cho dùng được. Nhưng mà điều trị nhờ, thì rất dài. Vâng. Nên là không biết là lần trước thì liệu liệu mình ngừng hơi sớm quá không ạ mà vâng, từ tháng 6 năm 2022 thì không biết là cái điều trị thời gian đấy vâng. có bởi vì tin có bệnh nhi là mình phải điều trị 6 tháng cơ thậm chí là bởi vì nó đánh giá hoàn toàn thủ tục vào lâm sàng và đánh giá vào kết quả xét nghiệm thì nó mới có thể dừng thuốc kháng nấm được đấy, chứ, vâng. chứ còn nếu mình dừng sớm quá có thể nó cũng chưa hoàn toàn nó nó chưa hoàn toàn là hoàn toàn sạch khỏi hoàn toàn về mặt vi sinh trong trường hợp này và cảm ơn uh, phó sư Hoàng Anh ạ. À. vì thời gian chúng ta cũng không có nhiều nữa thế tuy nhiên thì uh, trong bài giảng của phó sư Hoàng Anh Thì còn nói là về vấn đề điều trị uh, đặc biệt là tối ưu về liều điều trị các cái thuốc kháng nấm bên cạnh những cái tối ưu về dược động học dược lực học của thuốc thì vai trò của vi sinh thì rất là quan trọng thế và trong cái buổi tham gia của chúng ta hôm nay thì những cái thông tin về cái cái sự uh, nhạy cảm của kháng sinh À, tại mỗi một uh, bệnh viện nó sẽ rất là khác nhau à, chúng tôi xin uh, trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ ngọc uh, có thể bình luận uh, thêm về cái uh, nhiễm nấm ở bệnh viện nhi trung ương uh, nói chung cũng như là cái tình trạng kháng kháng sinh uh, của các thuốc chống nấm tại viện nhi uh, xin... Vâng, xin kính chào các quý đồng nghiệp. Vừa rồi tôi cũng thấy bài trình bày của phó Nguyễn phó giáo sư Nguyễn Hoàng Anh có rất nhiều điều mà liên quan đến vi sinh của chúng tôi. Thứ nhất là với phương pháp chẩn đoán thì vừa rồi các anh các chị cũng hỏi rất nhiều câu về vấn đề là nhiễm nấm. Nhưng một vấn đề vi sinh của chúng tôi đặt ra thực sự bệnh nhân đấy có nhiễm nấm hay không. Ví dụ như trong trường hợp nhiễm trùng tiết niệu hầu như là Candida không có vai trò gây bệnh là chính. trong trường hợp ví dụ như là để kết luận Candida là tác nhân gây bệnh trừ trường hợp bệnh nhân có những cái can thiệp ví dụ đặt catheter hoặc gì đó còn nếu bệnh nhân chỉ là bệnh nhân mình lấy nước tiểu giữa dòng nếu vi sinh là trả lời candida thì các anh chị cũng cần phải xem xét bởi vì trong những cái nhiễm trùng thông thường có thể bác sĩ sử dụng kháng sinh làm cho candida nó nó tăng lên về số lượng nhưng chưa chắc nó đã phải là tác nhân nhiễm trùng đấy là cái thứ nhất và thứ hai là trong nhiễm trùng đường hô hấp cũng vậy candida nó vẫn có ở độ nhiễm trùng đường hô hấp ở ở đường hốp trên do vậy nếu mà anh chị chỉ là candida không mà nếu mình không xem xét các yếu tố khác chưa chắc candida đã là tác nhân gây bệnh trừ trường hợp trong máu thì chúng ta đấy là là cái yếu tố chuẩn vàng rồi về vấn thứ hai về vấn đề mức độ phân bố với bệnh viện trẻ em thì ở đây thì trong chúng tôi lấy một cái nhiễm trùng huyết bởi vì ở như vừa rồi tôi nói nhiễm trùng đường tiết niệu hay là nhiễm trùng đường hấp có thể nó có những cái dữ liệu nó không chính xác À, trong quá trình chúng ta lấy bệnh phẩm vân vân thì chúng tôi lấy một cái đái nhiễm trùng huyết thì với nhiễm trùng huyết tỷ lệ nhiễm candida nhìn chung so trên tổng số phân bố tác nhân là khoảng độ gần 10% à, trong cái 10% đó thì Candida albicans thì chiếm khoảng độ 51 đến 52% tùy dao động từng năm bởi vì hàng năm thì bệnh viện Nhi Trung ương có cái tổng kết đó. Với các Candida nông albicans thì khoảng cũng gần 50%. À, và trong cái vấn đề kháng về vấn đề kháng nấm ấy thì có hai cái kháng sinh lại chính ra là uh, fluconazole và amphotericin bắt đầu xuất hiện có tình trạng khám nhưng như, nhìn chung so với vi khuẩn thì các kháng nấm uh, các, các kháng sinh chống nấm thì vẫn còn nhạy cảm hơn ví dụ nó cũng còn dao động khoảng trên 95% với các uh, candida thông thường. ạ à, Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Ngọc. Uh, chúng ta sẽ còn uh, một số câu hỏi của uh, các anh các chị. Thứ nhất là trong hội trường uh, chúng tôi xin uh, mời uh, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Hà là giám đốc trung tâm sơ sinh ạ. Uh thế và chúng tôi còn một câu hỏi nữa của tiến sĩ đặng Ánh dương là trưởng khoa hồi sức ngoại của bệnh viện nhi trung ương ở những người mà cũng đang rất là đau đầu với vấn đề điều trị cho các bệnh nhân nhiễm nấm tại các đơn vị hồi sức xin mời bác sĩ hà à, em bác sĩ hà đến từ trung tâm sơ sinh em xin có ba câu hỏi dành cho vì thứ nhất là bọn em lâm sàng thì vẫn đang tranh cãi rất nhiều về cái chuyện là dùng fluconazole tức là nhóm azone cho trẻ bé đặc biệt là trẻ sơ sinh thứ nhất trên dược thư thì dược thư quốc gia thì không hề tức là dược thư quốc gia và chân hướng dẫn sử dụng thuốc thì phải cho là liều cách nhau 48 tiếng thì em cũng thấy thầy Hoàng Anh nói rất nhiều về cái câu chuyện là liều và khoảng cách liều nhưng em thấy nếu mà tê, thời gian bán tải mà là 25 giờ thì và tất cả các tài liệu hầu như các tài liệu thì em đọc thì đều thấy là, là liều trên ngày 12 g trên kg cân nặng trong một ngày thế nhưng mà dược thư của mình thì hướng dẫn là dùng cách ngày chính vì vậy cho nên nó rất là khó khăn cho các tuyến đi cái dùng khó khăn cho các tuyến khi mà xác định cái liều mà liều dùng tức là gai cho cho từng bệnh viện và đặc biệt là rất nhiều tuyến thì người ta hỏi về cái đấy thế có câu hỏi thứ hai là liên quan đến um, cái phối hợp thuốc trong trường hợp kháng thuốc thì trong trường hợp kháng thuốc thì uh, nếu mà gặp một số chủng bây giờ nong amicăng thì chúng ta gặp không tương đối là nhiều thì ở trẻ bé ra spagilus thì nó ít nhưng mà nếu mà nong amicăng thì tương đối là nhiều và thì trong trường hợp kháng thuốc hoặc là điều trị không có hiệu quả thì kháng thuốc thì chúng ta sẽ nên phối hợp nhóm nào và với nhóm nào thế và câu hỏi đến cuối cùng là em không thấy nói nhiều về cái tính ngấm màng não của các loại nhóm thuốc trong tấm vậy thì trong trường hợp mà ví dụ như chẳng hạn như là chúng ta gặp uh, tác nhân mà nông ăn bê cong mà viêm màng não mà trẻ nhóm trẻ bé càng bé thì viêm màng não lại càng nhiều vậy thì nhóm nào là nhóm mà mình có thể cân nhắc khi mà lựa chọn cho đi qua mà dịch não tủy ví dụ như trong nhóm ekinocandin thì nên chọn cái micafungin hay là uh, fungin thì là tốt nhất trong những, hai cái trường hợp đấy em xin hết vâng xin cảm ơn uh, bác sĩ Hà xin mời phó sư Hoàng Anh ạ vâng cái câu hỏi đầu tiên là liên quan đến liều fluconazole thì uh, liều fluconazole thì uh, thực ra cái cái dược thư ấy thì em nghĩ là cái này cái dược thư uh, thì người ta viết là dựa trên các cái tài liệu mà uh, kiểu như là kinh điển về thuốc và người ta dựa vào cái toa thuốc rất là nhiều nhiều khi là lúc mà bàn về viết dược thư em nói là có khi nhiều khi phải thay đổi cái cách viết dược thư như một tí nếu giả sử mà mình viết mà nó chuẩn chỉ quá mà nó viết như toa thuốc ấy, thì nó không khác gì toa thuốc cả mà nó sẽ không nó không hỗ trợ thêm cái thầy thầy thuốc làm sàng cho những trường hợp khó hơn những trường hợp khó hơn tức là chúng ta dùng nó khác hơn một chút so với cả toa thuốc thế thì với thời điểm hiện tại thì em thấy là cái cách mà dùng cách ngày thậm chí nếu người ta dự phòng người ta còn hai lần một tuần đấy thì là nó do cái thời gian bán thải của nó cũng tương đối dài nó tự, nó phụ thuộc vào một là mục đích là điều trị mục đích dự phòng chắc chị Hà nói đây là điều trị đúng không ạ để điều trị thì em nghĩ là thế này là với cái thời gian bán thải mà chúng ta có khoảng ở bệnh nhân nhi đặc biệt là nhi thiếu sơ sinh thiếu tháng ấy thì thời gian bán thải nó có thể lên đến 96 giờ dẫn đến là gì dẫn đến là cái kho, cái, cái khoảng thời gian cách ngày là cái chế độ liều mà ghi trong dược thư chắc người ta dựa trên cái cơ sở đó tuy nhiên có thể là trong những trường hợp mà nhiễm nấm nặng hơn những cái nghiên cứu gần đây hơn thì cái chuyện mà người ta sử dụng hàng ngày nó sẽ được đề cập vì vậy thì em cũng sẽ không phản đối các bác sĩ nếu giả sử có nếu mình thấy là cái chế độ liều đó là chế độ liều được đề cập đến một trong những tài liệu nào mà cập nhật hơn ví dụ thư chậm cập nhật lắm thì như vậy trong trường hợp đó nếu mà giả sử chúng ta có nen sơn chúng ta có một số cái tài liệu hoặc à, là À, hoặc là Redbook chẳng hạn. Đấy nếu mà nó nếu mà cập nhật những cái chế độ điều mà mới hơn như thế thì em hoàn toàn ủng hộ các bác sĩ. Đấy, cái điểm thứ hai là phối hợp thuốc kháng nấm ra sao? thì cái câu chuyện phối hợp kháng nấm nó ít được đề cập hơn so với phối hợp kháng sinh. À, người ta chỉ thấy là đối với nhiễm nấm candida thì nếu cho những cái trường hợp mà nhiễm nấm nặng và có thất bại điều trị về echinocandin đơn thuần dùng đơn độc ấy, thì có thể phối hợp về amphotericin B. Người ta thấy là hai cái đấy nó có thể có hiệp đồng với nhau. Tuy nhiên em chỉ thấy đúng có một nghiên cứu lâm sàng lớn làm trên bệnh nhân, em không nhớ là bệnh nhân nhi hay bệnh nhân người lớn có giảm bạch cầu trung tính thì thấy là có hiệu quả rõ rệt so với cả đơn độc. thì không mình không có nhiều kinh nghiệm. Thì các các khuyến cáo thì người ta vẫn nói là người ta xếp ở cái mức độ khuyến cáo mức độ rất yếu để có thể cân nhắc được nếu mình nghĩ đến là mình thất bại do cái pháp đồ đơn độc. Câu hỏi thứ ba của mình là là gì nhỉ? Câu hỏi thứ ba. À ngấm vào màng não. Khả năng ngấm vào màng não của hai cái nhóm thuốc quan trọng là amphotericin B và C và echinocandin thì rất kém. Đấy đấy là hạn chế lớn nhất. Thấm vào màng não tốt nhất thì chỉ có azon trong đó có ở uh, Tuy nhiên mình lại có thể bị vướng cái kháng thuốc. Do đó thì em không dám đề cập ở đây. Đấy thì có một số tài liệu là đã bắt đầu đề cập đến tiêm nội tủy amphotericin B. Tiêm tủy sống đấy. Hoặc là cắt là các phofungin để điều trị các trường hợp mà nhiễm À, nấm mà chúng ta xác định rõ có trần đoán xác định là viêm màng não do nấm đấy thì em xin phép là sẽ gửi lại tài liệu nó bởi nó nó quá chuyên biệt em không dám đề cập vậy thì lúc ấy bắt buộc phải dùng tiêm nội tủy thôi còn lại đường đường tĩnh mạch là nó không đủ nồng độ để đạt được quả điều trị à vâng fluoxetine thì thực sự quá độc và khả năng kiếm được ở Việt Nam là em nghĩ là nó cũng khó khăn nên em không đề cập em không em chắc là mình không bàn đến ở đây nữa với thực sự kể cả chuyên nhiễm kể cả ở ừ, viện nhiệt đới em thấy kiếm được phytoxin phytoxin cũng rất khó khăn nên là nó như kiểu thuốc hiếm nên là chắc là do mình không bàn ở đây phytoxin thì khả năng tốt khả năng thấm vào màng não tương đối tốt đấy nên là điều trị nấm nhiễm nấm kết tiếp kế ở, ở bệnh nhân hiv là người ta vẫn phytoxin là ưu tiên đấy nhưng em nghĩ là cho việt nam để kiếm được cái lọ đấy tương khó khó Vâng, xin cảm ơn uh, Phó sư Hoàng Anh ạ. À. À, xin mời Tiến sĩ uh, Dương ở đầu cầu có câu hỏi. Vâng kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa báo cáo viên và kính thưa các quý uh, vị đại biểu thì uh, tôi là bác sĩ Dương qua địa chỉ từ cực ngoài bệnh viện trung ương. Trước tiên uh, tôi xin uh, rất là chân thành cảm ơn bài báo cáo của của uh, Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Anh rất là hay và có ý nghĩa thực tế với lâm sàng của chúng tôi thì thực tế trong lâm sàng chúng tôi hiện tại chúng tôi đa phần lớn là điều trị nấm theo kinh nghiệm thì tôi có hai câu hỏi cho phó giáo sư Nguyễn Hoàng Anh câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi thực tế trong lâm sàng chúng ta đang phân vân đó là khi điều trị nấm theo kinh nghiệm thì cái thời điểm nào thì có thể quyết định ngừng điều trị nấm theo kinh nghiệm câu hỏi thứ hai ấy, là trong trường hợp mà xem xét liệu pháp xuống thang thì cái thời điểm nào về lâm sàng mình có thể uh, dùng áp dụng liệu pháp xuống thang À, chẳng hạn như giai đoạn đầu thì mình dùng nhóm metronidazole sau đó thì mình có thể chuyển sang nhóm azole. Đấy là hai câu hỏi của tôi ạ. Xin cảm ơn uh, giáo sư phó giáo sư Nguyễn Hoàng Anh ạ. Vâng. Uh, em thì cũng cũng, cũng thì, thì, trả lời từ góc độ dược thôi ạ. Cái phần này thì là nó liên quan cả các nhà lâm sàng rất là nhiều. Thì rất là may mắn là um, năm 2020, 2021 thì Ờ, các hội chuyên môn đã thành công để thuyết phục bộ y tế là ban hành cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn và đấy chính là cái căn cứ rất là quan trọng để chúng ta bám vào trong đó thì chúng em thấy là cái chẩn đoán chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu khởi đầu một các đồ điều trị kháng nấm khi có cái chẩn đoán về mặt tưởng từ mức độ nhiễm nấm xâm lấn từ mức độ có thể trở lên có thể thì chủ yếu chúng ta dựa vào dịch tễ chúng à, chúng ta phụ thuộc và dựa vào cái gọi là vật chủ tức là yếu tố cơ địa của người bệnh những uh, 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 yếu tố cơ địa đấy có thể là yếu tố cơ địa suy giảm miễn dịch, giảm bạch cầu trung tính Hoặc là những cái bệnh nhi mà cho, chúng ta có phẫu thuật, đặc biệt là phẫu thuật sau phẫu thuật tiêu hóa Những bệnh nhi mà chúng ta có sử dụng kháng sinh phổ rộng, kéo dài thời gian từ một tuần trở lên Mà chúng ta có các cái dấu hiệu lâm sàng rất là gợi ý uh, Thì trong trường hợp đó thì có thể uh, chúng ta bắt đầu chỉ định được bằng một cái phác uh, đồ thuốc kháng nấm và Và được xếp ở mức độ có thể nếu các anh có điều kiện lấy các cái dịch sinh học khác nhau ví dụ như máu ví dụ là chúng ta nhờ chỗ chị ngọc mặc dù không thể xác định được là không phân lập được nấm nhưng mà làm các cái marker liên quan đến nấm mà nó dương tính thì anh được đẩy lên ở mức độ có khả năng đấy và nếu mà lúc đấy mà chị ngọc mà cấy ra là nó dương tính nữa thì anh ở mức độ chắc chắn tức là anh điều trị theo theo vi sinh rồi theo 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 theo, theo đích rồi Đấy, như vậy là chúng em nghĩ là cái hướng dẫn đấy người ta nó cũng đã mở ra rất nhiều cho bác sĩ lâm sàng của chúng ta để trong cái việc mà chúng ta bắt đầu kê đơn một cái thuốc kháng nấm không phải lúc nào cũng phải đợi có đầy đủ kết quả vi sinh để chúng ta mới cho mà từ mức độ có thể trở lên là chúng ta có thể cho rồi cái điểm thứ hai anh dương nói rất là quan trọng đó là xuống thang chúng ta cho được thì chúng ta cũng phải xuống được chúng ta lên được thì cũng là cố gắng là cũng phải xuống được cái xuống rất là quan trọng đó là Em nghĩ trước khi mà cái, cái câu hỏi của anh Dương là xuống thang từ cái thuốc gọi là cao cấp hơn là Echinocandin xuống đến Azon thì các bác sĩ anh nghĩ đầu tiên đó là xuống thang kháng nấm, cắt kháng nấm khi không còn chỉ định lâm sàng. em Chúng em hoàn toàn ủng hộ các bác sĩ là cho kháng nấm kinh nghiệm cho những cái trường hợp chúng ta có đủ điều kiện. Chúng ta không cấy hái ra cái gì cả nhưng mà thực sự là nó có đủ đầy đủ gợi ý rất là nhiều về, mặt ấy, về mức độ có thể trở lên là các bác sĩ có thể cho. Tuy nhiên nếu sau khoảng 5-7 ngày, 10 ngày chúng ta tích cực giả soát, tầm soát À, các loại bệnh phẩm khác nhau chúng ta xem để chẩn đoán xem có cái ổ di bệnh nào không rồi tích cực cả cấy các loại bệnh phẩm để tìm nấm mà kết quả là âm tính sau đó thì đáp ứng lâm sàng nó tương đối tốt với cả cái phác đồ mà chúng ta đang điều trị tất nhiên kháng nấm không ai cho đơn độc được chắc chắn là phải có những cái pháp đồ khác nữa thì lúc đó chúng ta cũng có thể cân nhắc xem là chúng ta có dừng được thuốc kháng nấm hay không để chúng em cũng rất mong muốn là các bác sĩ cũng nên dừng kháng nấm sớm nếu không còn chỉ định nữa và cái điểm một điểm câu hỏi của anh Dương là lúc nào xuống thang được fluconazole em nghĩ là nó phải thỏa mãn mấy điều kiện sau đây thứ nhất là nếu anh muốn xuống thang fluconazole đây là nhiễm nấm máu nhận như là như là nhiễm nấm máu nhé thì trong trường hợp đó thứ nhất là kết quả thứ nhất là bệnh nhân phải cắt sốt được thứ hai là bệnh nhân không còn phải dùng vận mạch tức là bệnh nhân đã, bệnh nhân đã thoát sốc được Thứ ba nữa là chúng ta không còn các cái yếu tố mà gọi là đường vào có thể can thiệp KTT hoặc là sông hoặc là những cái gì đấy mà anh anh sợ đấy là đường vào của vi nấm và hay là ổ giò và trong phẫu thuật của anh anh cảm thấy là nó thực sự mà mình vẫn còn có giò tiêu hóa chẳng hạn thì thực sự là lúc đấy em nghĩ chắc xuống thang cũng rất khó khăn đấy để kiểm tra kỹ về mặt liên quan đến lâm sàng thứ hai nữa là cái kháng nấm đồ tốt nhất là cái kháng nấm đồ đấy nó phải cứ nhạy với fluconazole thì lúc đấy người ta mới cho phép mình phải xuống thang bằng Fuconazole còn nếu không thì người ta khuyên mình là sẽ giữ cái thuốc echinocandin cho đến ở uh, hết toàn bộ cái thời gian điều trị bằng thuốc kháng nấm thì nó sẽ an toàn hơn như vậy xuống thang là phải đánh giá rất cẩn thận dựa trên lâm sàng và dựa trên vi sinh à, vâng xin cảm ơn uh, phó sư Hoàng Anh à, câu hỏi của uh, tiến sĩ Dương thì cũng là cái câu hỏi của tất cả những các bác sĩ hồi sức cấp cứu nói chung uh, khi nào thì chúng ta mới có thể sử dụng thuốc chống nấm cho bệnh nhân thì thực ra cái tỷ lệ mà nuôi cấy thì rất là thấp thế và uh, hôm vừa rồi thì tôi có nghe một cái uh, cái bài chia sẻ của phó sư minh hồng từ đại học Pittsburgh về mỹ về cái, cái cách tiếp cận cái quy trình tiếp cận và để điều trị thuốc kháng nấm theo kinh nghiệm thì nếu chúng ta điều trị uh, quá sớm dựa vào uh, chúng ta có rất nhiều các cái thang điểm các yếu tố nguy cơ để đánh giá thì đôi khi cũng vẫn là cái việc mà sử dụng uh, hơi hơi quá và cái nguy cơ kháng thuốc rất là cao. Thế thì bên cạnh các cái yếu tố nguy cơ, các cái dấu hiệu lâm sàng thì các cái xét nghiệm cận lâm sàng rất là quan trọng trong cái việc trị hỗ trợ thì trong đó có hai cái xét nghiệm mà hiện nay chúng ta cũng đã có đó là cái beta D glucan và một cái thì chúng ta cũng chưa có đó là cái T2 Candida trong các cái chẩn đoán nhiễm Candida xâm lấn. Thì tôi vừa hỏi Tiến sĩ Ngọc là Việt Nam thì cũng đã có những bệnh viện sử dụng rồi. Thế và trong cái cái xét nghiệm đấy thì cái độ nhạy và độ đặc hiệu thì nó cao hơn so với cái beta D của Lucan thì nếu chúng ta có thêm cái xét nghiệm đấy trong thời gian tới thì cũng rất là mong tiến sĩ Ngọc ở đây thì để chúng ta làm sao để chúng ta có thể có được những cái xét nghiệm để nó hỗ trợ cho các bác sĩ lâm sàng trong cái việc mà quyết định uh, sử dụng các cái thuốc uh, chống nấm hợp lý và uh, trong như cái bài trình bày của phó sư Hoàng Anh là trong cái cái chương trình quản lý sử dụng kháng sinh chống nấm uh, đúng thời điểm thì để làm sao mà được đúng thời điểm được thì cần rất nhiều các cái sự hỗ trợ bên cạnh cả lâm sàng cũng như là các cái xét nghiệm cần lâm sàng. À, chúng tôi thấy còn khá là nhiều các cái câu hỏi của các độc giả ở trên ở phần mềm Zoom nhưng mà vì thời gian thì hết rồi chúng tôi sẽ gửi à, những câu hỏi đó cho phó sư Hoàng Anh sau. Thế thì à, chúng ta có lẽ là cũng sẽ phải kết thúc cái chương trình hội thảo ngày hôm nay. À, chúng ta đã có một cái bài trình bày rất là chi tiết và đầy đủ của của phó sư Hoàng Anh về sử dụng các cái thuốc chống nấm và các cái vấn đề về chỉ định các vấn đề về dược đầu học dược lực học và làm thế nào để tối ưu được liều thì chắc chắn chúng ta phải có một cái sự phối hợp rất nhiều giữa các cái vai trò của vi sinh của lâm sàng của các cái vai trò của dược lâm sàng và quyết định liều sử dụng không phải chỉ đơn độc trên bệnh nhân mà các cái biện pháp điều trị của người bệnh đặc biệt là bệnh nhân nặng hồi sức cấp cứu thì cũng rất là quan trọng để chúng ta điều chỉnh những cái liều và có những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng là rất quan trọng cho các bác sĩ hồi sức cấp cứu khi mà bệnh nhân lọc máu thì trong cái bài khi mà sử dụng các cái thuốc chống nấm thì trong cái bài trình bày của có sư Hoàng Anh à, cũng đã đề cập tới và cái chương trình quản lý sử dụng kháng sinh chống nấm với một cái sự phối hợp của rất nhiều các à, à, bên cần phải có về cả về lâm sàng, về vai trò của vi sinh và về dược lâm sàng. À, thì à, tôi hy vọng là trong cái buổi trình bày à, ngày hôm nay thì à, các quý đồng nghiệp chúng ta đã thu được rất nhiều những cái thông tin bổ ích và có thể vận dụng được áp dụng trên lâm sàng à, và qua cái bài trình bày cũng như là những cái câu hỏi cái phần thảo luận chia sẻ những cái à, khúc mắc trong thực tế à, sử dụng các cái thuốc kháng sinh chống nấm cho bệnh nhân à, thì một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn phó sư tiến sĩ nguyễn hoàng anh Xin cảm ơn tất cả các uh, quý vị đồng nghiệp đã tham dự, đã dừng lại đến tận cái thời điểm này, vẫn còn tới hơn 300 đồng nghiệp uh, theo dõi trên các uh, phần mềm online cũng như là các đồng nghiệp theo dõi tại hội trường. Uh, xin cảm ơn và xin uh, chúc tất cả các quý vị uh, có một bữa trưa ngon miệng.